Anh biết em thiếu ngủ và làm việc quá sức, để anh đưa em đi bác sĩ nghe. Cảm ơn anh. Anh đừng có lo cho em, em đã quen rồi. Là sinh viên y khoa năm thứ nhì, thường làm việc với xác chết và vi trùng. Anh nên săn sóc sức khỏe của mình thì hơn. Anh... Trời ơi, sinh viên gì mà cù lần. Sinh viên y khoa thì phải mê nhót và chịu chơi, để quên những giờ phút mổ xẻ, thay ma và nhận diện đủ loại vi trùng chứ. Bộ anh sợ chị Tu biến mất như người đẹp liêu trai. Sao mà lúc nào anh cũng đeo theo chị hoài vậy? Tôi đeo hồi nào? Thu đã mệt đã khổ vì cô và anh Danh, mà tôi còn đeo nữa thì làm sao Thu chịu nổi. Anh nói em thì lúc nào cũng học đòi nhảy nhót như là khỉ vậy đó, thì làm sao hiểu được thế nào là yêu thương và săn sóc cho nhau. Thôi bỏ đi Tám, đụng tới chị là lại nhảy giọng dại đời theo điệu cải lương à. Cuộc đời nó phi lý đến buồn nôn, mà lúc nào cũng phải nghe dạy đời và ca giọng cổ thì trời ơi, chết sướng hơn là sống mà. Đó, anh thấy không? Các cô cậu thì lúc nào cũng có giọng ta đây á, mang kính đen để có vẻ bí mật, hút thuốc không ngừng á để có vẻ là cụ non và bụi đời. Ai mượn chị phê bình? Em sao kệ cha em đi? Thảo, em không nên nói như vậy. Chị Thu lúc nào cũng thương Thảo và lo tương lai cho Thảo kia mà. Tương lai? Cần cái quái gì tương lai, tôi không cần gì á. Đối với tôi á, chỉ có hiện tại là đáng kể. Và dù mai này có ra sao đi nữa hả, tôi cũng không bao giờ tôi sợ cô độc đâu. Đừng có ai quan tâm tôi mệt lắm rồi. Làm người ai cũng sợ cô độc Thảo à. Ngay cả những bậc thiên tài cũng vậy. Chúng ta sẽ không cô độc, chúng ta sẽ yêu thương nhau và sẽ cùng nhau chia sớt những nỗi buồn vui. Anh nói như là đã thuộc về gia đình này rồi vậy á. Mà ba má tụi này á, gặp nhau là chửi rủa hoài, không có rảnh đâu. Thì thời giờ đâu mà đứng ra gả chị Thu cho anh. Mà tôi nói thiệt á, có người đứng ra gả thì sức mấy ba má anh chịu cưới chỉ về làm dâu. Không, má anh á, hiền lắm. Chỉ có ba anh là... là nghiêm khắc và đang hối thúc anh cưới vợ. Mà cô dâu á, phải là con nhà giàu sang, rồi danh giá nữa nè, phải vậy không? Không, ba anh chỉ câu nệ về gia giáo chứ không chuộng sang giàu. Còn anh... bấy nhiêu đó kỳ nữ nhà này cũng đủ bị loại rồi ông ơi. Anh sẽ cố. Xin anh hãy quên em đi. Dù có anh hay là không thì em cũng phải cố gắng để có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Mà chờ đợi một ngày mai, một ngày mai đến tôi nhiều khổ đau và thử thách. Sẽ chia tay nhưng chúng em không thể xa rời. Chúng em sẽ đi về tương lai với tất cả can đảm và niềm tin. Còn lâu khi ông bà đã ly dị thì tụi mình đường ai nấy đi. Còn riêng tôi thì tôi sẽ sống bất ngờ. Tương lai tương ớt hay tương cha liều nói ngu. Em đã yêu nhau, anh làm sao lẫn trốn trong khi em thân gầy sức yếu. Mà phải học phải viết suốt đêm và ban ngày thì bận biểu việc nhà. Anh muốn che chở săn sóc em nhưng hoàn cảnh không làm mình gần nhau. Tham lam đi anh biểu chị anh. Để nói lên thái độ sống của mình với tất cả niềm thao thức tình yêu. Đời là phi lý mà tình yêu cái gì nổi. Em chỉ thích tin quỷ thôi. Thảo à, em có biết là lối sống của em đã làm cho mọi người lo lắng hay không? Trời ơi, ai cần lo đâu mà than. Em không cần. Nhưng mà chị cần. Chỉ cầu mong em hãy nghĩ đến hoàn cảnh hiện nay và nghĩ đến bản thân mình cùng với những người thân yêu. Còn chung sống với mái nhà chỉ đang gánh gồng mỗi đồ nè, đi chợ, luôn cả nấu cơm, là để em có thời giờ học hành cho kịp với người ta, chứ đâu phải để em sống thác loạn với đời. Em chết đời nên học không vô, còn các công chuyện nhà là nhà này sẽ tan tành, sẽ vắng tanh như là nghĩa địa. Ba má mỗi người một ngã, còn tụi mình thì tự do. Ok, thôi chị không có lý luận với em nữa. Chị có nhờ em đi tìm thăm ông Tư giùm, rồi em có đi không? Có, nhưng mà cái xích lô đạp á là cái nhà lưu động của ổng thì dễ gì mà tìm gặp được. Em chỉ nhắn với mấy ông quen với ổng thôi. Tội nghiệp, sao anh thấy ông Tư lúc nào cũng sai vậy em? Ông buồn đó anh à. Ổng là chú ruột của ba em, vì tụi em không còn nội ngoại nên tụi em xem ổng như là nội của tụi em vậy. Ổng có biệt hiệu là ông Tư Từ Thiện. Trong giới xích lô đạp mà nói tới ông Tư Từ Thiện, vua rượu đế thì ai cũng biết hết trơn á. Em cũng nghe nói lúc này ổng bớt nhậu vì bận chở bà con nghèo đến nhà thương mà không có lấy tiền á nghe. Thảo á, Thảo mà láo táo mặc quần sọt chó táp không tới và mặc áo ngắn hủng hở hông thì coi chừng có ngày gặp ổng đó. Ngán ổng sai á, ổng đánh ẩu, chứ ổng mà không sai sức mấy anh. Con nhỏ này là võ sinh thái cực đạo à, sắp mang quyền là đai đệ nhất đẳng rồi á nha. Bây giờ anh muốn buổi biểu diễn không? Muốn xem không? Cái cổ anh đó nha, cái này nè, mà bị tôi chặt một cú là tôi nói thiệt đó. Kìa, mới nói là ông Tư đến kìa. Đâu Vậy mà nói gì? Anh thiệt á, làm em mừng hụt à. Mừng hụt? Dường như em lúc nào cũng cần gặp ông Tư phải không? Dạ phải, em cần được nghe ông Tư kể lại những ân tình, những kỷ niệm, những vui buồn giữa ba má em từ ngày mới cưới nhau, nhất là thời chạy loạn đó, để em đưa vào tác phẩm đó. Sao? Bộ chỉ lấy chuyện gia đình viết thành tiểu thuyết hả? Phải. Có người ta trong đó không á? Có. Có nói xấu người ta trong đó không á nghe? Tùy. Chị nói xấu tốt là do cách sống của em, chị chỉ ghi nhận thôi. Không cần biết. Con này mà nói xấu nó, nói đi rồi biết. Thảo thiệt à, nghe Thảo nói tôi có cảm tưởng như lúc nào Thảo cũng có thể hạ thu hay bất cứ người nào bằng những chưởng lực thâm hậu của mình như những nhân vật trong phim. Thôi được rồi, để tôi bảo Thu nói tốt về Thảo nghe. Tôi cũng không cần ai nói tốt á, nhưng mà ai mà nói xấu tôi là không được vậy à. Vâng, anh biết. Nên lúc nào anh cũng lo sợ không được làm anh rể của kỳ cục nữ. Hết trời, anh này trời, tôi bực lắm rồi đó nha. Mà tôi nể mặt chị tôi đó nha. Tôi ở đó chơi đi. Thu em, anh muốn cho em biết một sự thật quan trọng. Em đừng buồn nhé. Người ta chuẩn bị để chịu đựng thì dù chuyện buồn đến đâu thì cũng không thể biến thành thảm kịch có xác chết được anh à. Sự thật đó thế nào? Anh hãy nói cho em biết đi. Nói đi anh. Thu, tuần rồi ba anh đã ra lệnh bắt buộc chậm nhất là ngày hôm nay anh phải trả lời dứt khoát về việc chọn lựa vợ. Vậy thì em cầu chúc anh chọn được người xứng đáng. Không Thu ơi, làm sao anh có thể cùng người con gái khác nên chồng nên vợ khi đã bao năm rồi anh đã gắn bó bên em, san sẻ bao ân tình, nay lẽ đâu nỡ đành mình chia rẽ đôi nơi, để cho héo hôn mong vàng rồi ngỡ ngàng nỗi câu từ ly. Anh Trân à, nhưng mà những gì gia đình để tròn Hoài Thú ơi, nếu anh có thể quên được người yêu một cách phản nhiên để đi tìm nguồn vui mới, thì đêm từng đêm đâu phải chạnh lòng trăn trở thương nhớ về ai mà đau xót tận tâm. Sắp đặt thế nào cho ba má anh và ba má em gặp nhau một lần để... Không có hy vọng gì đâu anh. Từ ngày ba má sống ly thân với nhau thì rất ít khi gia đình gặp nhau vui vẻ. Cứ mỗi lần gặp nhau như vậy thì ba má không tiếc lời sĩ gia và đổ lỗi cho nhau. Họ chửi rủa nhau bằng đủ cách xưng hô, khi thì ông với bà, khi thì mày tao mi tơ. Em rất khổ tâm khi gia đình tan vỡ, thì làm sao mà em tính chuyện riêng mình. Anh tin rằng em sẽ thuyết phục được ba má của em, vì dù sao em cũng là đứa con của họ mà. Được rồi, má anh hiền và thương anh lắm. Để anh về nói rõ hoàn cảnh của em cho má anh nghe. Má anh định liệu thế nào rồi anh trở lại gặp em. Dạ. Anh về rồi trở lại liền. Hãy tin anh. Dạ, em sẽ chờ đợi tin anh. Nè, em phải ráng vui lên và phải nhớ giữ gìn sức khỏe nghe. Dù sao cũng cố gắng nghe em. Dạ, em biết. Thôi, anh về. Dạ. Trần ơi, làm sao anh hiểu nỗi khổ tâm đang giằng xé trong em. Ba má ơi. Kìa Thảo, em đi đâu mà suốt đêm qua không có về nhà vậy? Làm chị trông quá chừng hả? Ai mượn chị trông? Người ta đi chơi mà trông cái gì trời. Em đi chơi gì mà dữ vậy? Lại còn say xỉn nữa. Em uống rượu hả? Uống bia chứ không có uống rượu. Trời ơi, tại sao em hư đến như vậy chứ? Em là con gái mà. Thôi dẹp chị đi. Con gái tại sao không được quyền say xỉn chứ? Cái gì con trai làm được thì con gái làm được thôi. Kể cả chuyện bỏ nhà đi đêm như vậy sao? Trời ơi, có cái gì đâu mà chị lo. Đó, chị thấy không? Người đàn bà cần phải gương mẫu nhất trong cái nhà này là má. Vậy mà má còn bỏ nhà ra đi, thản nhiên cặp bồ với người khác thì đức hạnh là cái quát gì? Mà chị bảo em phải ân cần gìn giữ. Thảo à, em không được trách mắng mẹ cha, như vậy là bất hiếu. Vì ba má có chuyện buồn nên mới chia tay mỗi người một hướng. Chị ba ơi, có ai còn lưu luyến cái nhà này đâu. Thì nó như là nghĩa địa hoang tàn. Mấy đứa mình đây thì đâu có nghĩa gì. Ba có quyền tìm kiếm niềm vui, má thì cũng lo cho hạnh phúc riêng tư. Vậy thì chúng ta càng phải ráng giữ gìn, đợi chờ hồi tâm. Hồi tâm bằng cách mỗi tháng nhán về một lần, quẳng ra một đống bạc, rồi lại tiếp tục ra đi biển biệt ở nơi nào. Có tiền thì chúng ta sẽ được sống sang giàu. Tiền đã thay cho ba má làm trách nhiệm thì mình không phải ngủ vỉa hè và lê lết kiếm ăn. Mỗi khi em buồn thì biết sáng sẽ cùng ai, cảm bẫy chống gái ấy là người nâng đầu. Cái nhà gì đâu mà còn hơn địa ngục, thà hưởng lạc vui sai mà đỡ tuổi bên phiền. Thảo ơi, chị xin em, chị năn nỉ em mà, đừng có tự hạ mình như vậy. Biết nghĩ tới tương lai và cuộc sống sau này chứ. Thảo, nghe lời chị đi Thảo à. Chị hãy nhìn lại chị xem. Chị bảo em đừng hành hạ xác thân, trong khi chị thì sánh táo vàng vô. Trong căn nhà này, mỗi người đã tìm thấy mình một vỏ bột riêng, để chôn vô vào trong bao nhiêu là phiền não. Em thì vui chơi cuộc đời xả lan, anh ai thì nhảy nhót câu đêm, còn chị thì lại rút vào trong những quyển sách của mình. Sắp rồi, sắp sửa rồi chị ba ơi. Ngôi nhà chỉ còn thiếu một ông Diêm Vương nữa thôi thì nó sẽ thành là địa ngục. Những kẻ tánh cao thì được lên thiên đàng hưởng thụ, còn sống ở địa ngục này thì là những tội nhân. Em á thì lúc nào cũng quảng cáo cho lối sống thác loạn, hưởng thụ và vô trách nhiệm hết á. Kệ, thà là yêu cuồng sống dội rồi chết cho đỡ tốn nước mắt. Chứ còn như chị với anh Trân á, cuối cùng thì cũng có tới đâu không. Trời ơi, thật chị biết nói sao cho em hiểu nữa. Nếu mà chị cần khóc thì chị sẽ tốt nước mắt cho mối tình tan vỡ của chị, ít hơn là vì chuyện ly tan của ba má và sự hư hỏng của em và anh Danh. Cái anh Danh quỷ sứ này, chị nhắc mới nhớ ổng đó nha. Mượn tiền của người ta cho em luôn à. Anh Danh ơi, trời ơi, giờ này mà còn ngủ hả? Anh Danh, Danh ở vô, Danh ở vô. Trời đất quỷ thần ơi, con nhỏ này. Gì? Mày mập mà sao mày la lớn tiếng dữ vậy mày? Có chuyện gì mà réo tao dữ vậy? Chuyện gì hả? Thôi đừng có làm bộ quên nghe cho nội. Tiền có người ta mượn á rồi bây giờ. Tiền hả? Anh em trong nhà. Tiền mày với tiền tao. Thúng thắng tao trả cho mày chứ làm gì dữ vậy mày? Nói nghe ngon không? Đâu thì còn đó. Nè, đi mua cà phê cho anh uống đi em cưng. Cưng cái cù lôi á. Không trả tôi la lên bây giờ nghe. Anh thiệt á, có xài, không thì thôi. Mượn nó làm gì cho nó. Tiền sanh tử của em á, trả mau đi. Chờ ba má về tao trả cho mày. Trời anh này. Nè, tiền gì mà mày nói là tiền sanh tử? Luật giang hồ, mượn thì phải trả. Tiền gì kệ anh ta. Ngày mai thế nào ba má cũng về à? Rồi à, muốn giật rồi đó à. Bây giờ anh không trả phải không? Trời ơi, tiền của người ta mượn sao không trả? Thiệt là khổ à. Mày á nha, tiền sanh tử của người ta chứ bộ. Tiền gì mà sanh tử? Mày nói tao nghe đi, rồi tao ráng tao. Tiền của người ta để dành đó ông nội. Để dành làm gì? Để sửa lỗ mũi. Trời đất ơi, lỗ mũi của mày chống lên 3 thước cũng không cao nổi nữa. Cãi tôi, chống mấy thước cãi tôi. Chị hết nói nổi rồi. Em còn chị nữa. Thôi đi. Chị với anh Danh á, đừng mong ngăn cấm. Em làm đẹp mặt mày. Em đây đâu phải hạng gái phụ lần mà không biết sửa cao lỗ mũi của mình lên, có vẻ Tây Phương. Tưởng gì chứ vậy. Thì mày ráng đợi. đây tao trả tiền cho. Sao em không nghĩ cách làm đẹp tâm hồn bằng con đường học vấn mà lại đi học đòi theo model này rồi model kia, nào là mini jeep nè với quần áo hở hang à, hở lưng hay là hở bụng, em có tiền em mặc. Phải sống theo trào lưu thì mới gọi văn minh. Văn minh nó con khỉ, mày là hạng Cà Mờ cái tôi, mày nên học sống anh mày nè. Nổi loạn triết gia, dám đem tiền cho bạn khổ và cô nhi. Nếu anh thật sự muốn làm điều từ thiện thì phải bằng tiền anh, chớ sao lại tiền thảo. Nói nghe ngon lắm, mượn tiền không trả còn dạy đời người ta nữa. Tao vậy đó. Anh đừng có nói như vậy mà nó không sợ đó. Tiền của người ta mà, anh nói gì chuyên môn nhảy đầm mà giật nợ của người ta không vậy? Em tưởng đã đến lúc anh nên làm gì cho có tiền. Trời xanh anh ra không phải để làm việc. Chứ làm gì? Làm ký sinh trùng hả? Hay ở dơ? Thôi đừng có cười đời theo cái lối khùng bồ đà và lý luận theo kiểu man man cô đơn nữa. Mau đi thay đồ rồi em giặt cho. Tao... Anh có nhớ là đã mấy ngày nay á anh chưa có tắm và thay đồ không? Thì mới có... mấy ngày? Mới có 10 ngày hả mày? Sợ luôn à trời ơi. Người vậy mà có nhiều đào mê là cũng lạ lắm á nghe. Tôi đứng mà tôi còn chịu không nổi nữa. Có gì đâu lạ cưng. Khi nào đi với bồ á thì tao tắm trừ hao. Trời ơi, có gì đâu. Vì tao quan niệm trên đời này không có gì đẹp và bẩn bằng con gái đàn bà. Em rầu quá à. Em thì trăm thứ mọi việc phải làm phải lo, còn anh với Thảo thì lúc nào cũng nghĩ và nói như là người trên trời rớt xuống vậy đó. Ủa bây giờ đánh trống lạng để phớt tỉnh về cái vụ nợ hay sao á, phải không? Thì mày để đó đi. Không được, anh phải trả liền. Mày nói một tiếng nữa là tao tát tao vô mặt mày à. Anh giỡn mặt hả? Anh đừng có ý làm anh ra hiếp tôi nha. Anh muốn tát anh nhào vô, anh nhào vô đây nhào mày vô. Hả mày? Thôi kìa anh Danh, anh đừng quên cái con này sắp mang dây lưng đen rồi nha. Nhào vô bây giờ anh muốn chơi tôi chơi liền, anh muốn nhào vô. Trời ơi cái con mập này, trời đất ơi. Em giỏi quá à. Không giỏi gì, nhào vô rồi biết nhào vô. Ông ngon nhào vô đi. Tao đây được rồi để con nhỏ này biểu diễn cho coi này nghe mà. Trời ơi. Ông Tư Tâm gì? Mày làm gì kỳ vậy? Dạ cháu tập thể thao. Thể thao gì mà như đánh võ đài vậy? Dạ thể thao đại hàng. Vậy ngộ quá hang. Chắc tại bay tập thể thao đại hàng cho nên lúc nào tao thấy bay cũng như con giấy ốc tiêu vậy. Dạ. Còn thằng Danh, mày nhờ tập cái gì mà tóc ra dài quá vậy con ha? Dạ, nhờ cháu tập suy tư không ngừng về triết học. Vậy hàng chi tao thấy bây sợ làm việc quá. Nghĩ cũng khổ chứ. Gì mà khổ dữ vậy ông Tư? Không khổ sao được. Tao thì chỉ có một thân trơ trội, bỏ ruộng vườn lên ở trên đây, sống nơi xa lạ lần hồi kiếm ăn. Chỉ có tuổi bay là thân thiết rụt ra, để tao thăm nom và an ủi tuổi già. Mỗi khi đến đây nhìn bay như vậy, đứa quan đàn còn đứa khoái ăn chơi. Má ba tuổi bay thì bỏ đi biệt dạng, lâu lâu mới về thăm mấy đứa bay. Làm cho tao buồn quá bay ơi. Chắc số phận tuổi con côi cúc, trời đã định rồi thì phải chịu mà thôi. Xin ông Tư đừng để lòng phiền lụy, có buồn đau cũng không làm sao được. Khi sự thật vẫn là sự thật, tuổi trẻ bây giờ phải biết hăng say. Phải biết quên mình cho những cuộc vui chơi, cho buồn đau không còn được đến gần. Nghe bay nói mà tao trong giả bận thần. Số phận tụi cháu như vậy thì tụi cháu phải chịu. Xin ông Tư đừng buồn. Ông Tư uống gì để cháu đi mua? Bay khỏi mua, ông Tư có thứ này rồi đây nè. Hay là để cháu dọn cơm ông Tư ăn. Ông Tư không có đói. Đây, ông mua cho mấy đứa bay con vịt quay nè. Coi kìa, ông Tư mua cho tụi cháu làm gì? Ông Tư chạy xe cực khổ lắm. Có là bao nhiêu bay ơi. Kìa, bả về á. Có ông nào nữa. Má bay hả? Thôi để ông ra làm sao, để cho mẹ con tụi bay nói chuyện. Ngủ một giấc cho khỏe đi ông Tư. Dạ má mới về. Dạ chào ông. Hello, chào. Đây là ông Chen, người Đài Loan, chồng sắp cưới của má đó. Cưng. Còn đây là, như em đã giới thiệu trước với anh, Thu, Thảo và Danh là con em. Hân hạnh và vui mừng được gặp Thu, Thảo và Danh. Hello, chào. Chào ông. Chào Miss Thảo. Ân Hận. Ủa, Hân Hạnh chào Dượng. Chào chàng trai có mái tóc tứ quái. Không dám. Chào Vượng à. Dượng. Đồ mất dạy. Anh giống má hả? Mày Đồ thằng khốn nạn. Thằng cha bay nó dạy bay vậy đó phải không? Thôi bỏ qua đi cưng. Tuổi trẻ lúc nào cũng thích đùa mà. Xin mời ông và má ngồi. Con xin phép đi rót nước. Ngồi đi cưng. Cô cậu hãy ở lại nghe chúng tôi nói chuyện nè. Dạ. Dạ. Thiệt đúng là rau nào sâu nấy, cha nào con ấy. Ha. Dạ. Xin mời ông và má uống nước. Cảm ơn. Tôi cho các cô các cậu biết, ông Chen đây là một người Trung Hoa mang quốc tịch Anh. Ông là một nhà tỷ phú giàu sang và hào phóng hơn người. Ông sẽ lo cho chúng bay được du học nên người. Thưa má, ba má đang ở thời kỳ ly dị. Điều má nói con thấy hơi vội vàng. Chúng con là con chung của ba má đôi đàn. Nếu má định thế nào xin bàn lại với ba. Thằng cha thứ vô tâm hèn hạ, má không muốn gặp, dù là gặp lần sau cùng. Chờ ngày mai tòa tuyên án mỗi kẻ một đường. Dượng các con đây sẽ bắt đầu làm cha. Rồi đây Dượng sẽ cho các con như anh đi Mỹ để tìm học nền văn minh cơ khí tuyệt vời, những xứ mà người ta có thừa tiền bạc tự do. Sinh viên vừa học vừa chơi cũng đổ đạt thành tài. Xin cảm ơn Vượng, tuổi này hằng mơ xứ lạ. Nhưng theo Dượng thì ngại khóc nhớ ông bà. Dượng vào chỗ ba tôi dưỡng thế thì được rồi, nhưng có chừng đó. Có cho thế không kham. Bay thiệt mà. Trời ơi, có chữ Dượng không mà nãy giờ nó cứ vượng hoài. Mày muốn nói gì? Hả? Nói gì? Chỏ mỏ vô vậy? Đúng là rõ ràng thằng bần tiện mà. Thằng cha bay nó dạy bay mà. Con gian má. Trước chúng con, xin má đừng có chửi ba. Thôi, mày câm đi. Nếu chúng mày mà cứng đầu á, tao sẽ bỏ mặt và sẽ không bố thí một đồng xu nào á. Chúng con có thể làm ra tiền má à. Chúng con chỉ sợ thiếu và đói khát tình thương yêu của má thôi. Thương yêu gì? Thằng cha bay vô thủy vô chung, bạc tình bạc nghĩa mà bay binh nó mà. Tụi con không có binh ai hết á. Ba mà chửi má thì tụi con cũng bắt giò liền á. Theo ý con, khi người ta còn chửi nhau thì người ta còn nhớ nhau. Đúng. Đâu, má thử gặp riêng ba một bữa coi làm sao. Coi có thể làm quà được không? Đúng rồi đó má. Mày để má tìm gặp chứ. Cưng gặp đều gặp giữa tòa kìa. Cái gì em? Bớ trời ơi, Dượng là tỷ phú mà thiếu tự tin. Em không biết đó chứ. Có lẽ tại ông là người Anh, nhưng còn nặng ốc Trung qua. Chứ người Anh một 100% hộ gái lăng và lịch ứng xử và chỉ số 1. Dù xảy ra cái chuyện gì thì các em hả, họ cũng phớt lờ. Cái đó không phải là tôi hờn ghen mà bởi sách có câu lần xưa vợ chồng cũ mà gặp nhau thì họ sẽ chửi nhau loạn xạ. Dượng cứ yên lòng, chứ có ngại điều gì. À, đâu phải, ý tôi muốn nói là có thể chúng con sẽ theo má và Dượng nếu Dượng cho phép má gặp riêng ba một lần. Nghĩa là mẹ, có gì mà cưng rên. Em yêu, em trung thành với cưng mà. Cưng hãy cho phép em gặp riêng hắn một lần cho chúng nó vừa lòng nha cưng. Được, được. Chừng nào ông ta về, anh sẽ đưa em đến đây rồi ngồi ngoài xe chờ. Đã đến giờ em hẹn với Mỹ Diện rồi. Vâng, chúng ta đi. Nếu ba chúng bay á có về á thì hãy bảo chờ. Má đi Mỹ Diện làm mặt rồi má trở lại. Đi cưng. Các con nên tin lòng Dượng. Dượng là người hấp thụ văn minh Anh Quốc, một nước tiến bộ duy nhất trên toàn cầu có thật nhiều hội thương người và bảo vệ súc vật. Dượng đi nghe. Goodbye. Đó, mày hay nói là phi lý, buồn nôn. Thì bây giờ ráng mà buồn nôn giùm tao luôn đi. Dù thế nào thì mình cũng không sống thiếu cơm. Em phải đi chợ để rồi còn giặt đồ nè và học viết nữa. Nhất là tự đối thoại với mình và giải quyết chuyện đời bằng tưởng tượng. Em sẽ sáng tạo, sẽ hàn gắn lại hạnh phúc gia đình bằng ảo tưởng và ngòi bút. Thảo, hãy thay đồ á và tưới mấy cây kiển giùm chị đi. Mày mà chịu tưới cây, tao kêu mày bằng bà nội tao luôn á. Thôi, em muốn làm thì em làm. Anh tưới đi. Trời đất, giỡn hả mày? Nếu anh tưới cây thì khỏi trả tiền. Cái con nhỏ này, tao ngán cái nước vừa đòi nợ vừa hết của mày. Được rồi, tưới tưới. Nè 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 nè, tao tưới rồi thì kể như tiền tao thiếu mày. Huê. Dạ chào cậu. Cô. Dạ cậu cho phép tôi được hỏi thăm. Trời ơi làm rồi bà ơi, tôi là vợ chứ không phải cậu. Ủa. Cô. Dạ chào cô. Trời đất. Trời ơi. Kỳ. Mắt mẹ này chắc có vấn đề hay gì á. Nhìn kỹ chưa mà gọi tôi là cô. Nói vậy. Tôi là con trai bà nội ơi. Còn thằng kia là con gái em tôi đó. Vậy hả? Xin lỗi tại tôi không ngờ là. Trời ơi có gì đâu mà ngờ, có gì đâu mà lỗi phải. Mời cô cứ tự tiện ngồi chơi với anh trai tôi. Dạ xin mời cô ngồi. Dạ cảm ơn cô. Ủa, gì? Không phải cảm ơn cậu. Xin lỗi, cô là ai? Và điều chi muốn hỏi? Tôi muốn hỏi có phải đây là nhà của Trần Hữu Sâm không? Đúng. Đúng mà chỉ đúng phần nữa thôi. Dạ cậu cho biết thế nào là đúng phần nữa? Tôi muốn nói hiện tại đây chỉ là một trạm để cho ông lâu lâu về thăm thôi. Vậy à? Thì ra tụi tôi là những đứa kêu cháu cố nội của ba ổng bằng con. À nghĩa là bà con gần quá ha. Cậu thiệt nha, từ mái tóc đến ngôn ngữ của cậu đều có vẻ muốn nổi loạn. Thấy cậu lui cui tưới cây trông dễ thương lắm á. Xin lỗi, cô là ai? Tôi là đâu cậu thử đoán coi. Ông nội tôi đoán cô không nổi nữa. Tôi xin cho cậu biết một nửa sự thật để cậu ngạc nhiên. Tôi là người mà trong tương lai sẽ cùng với cậu chung sống dưới một mái gia đình. Cậu đoán đi. Dễ quá. Chính cô là bạn con Thảo, người đã thầm yêu tôi. Không đúng. Nếu không thì chính cô muốn tán tỉnh và tỏ tình với tôi. Trời ơi lầm to. Tôi không lầm. Em là gái dám sống lãng mạn. Chắc chắn là do lối nhảy đẹp và giọng ca quyến rũ của tôi. À đúng rồi, chính em là tín đồ, là người yêu phương trời tìm đến đây để nói yêu anh. người đẹp của anh. Thôi đừng có làm bộ. Chính em nói trong tương lai chúng mình sẽ cùng sống chung với một mái gia đình kia mà. Gian ra. Cậu đừng có vô lễ với tôi mà ân hận. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì mà giọng ca của cậu á và tài nhảy đầm quyến rũ đến đâu mà cậu có vẻ tự tin quá vậy. Thì thú thật đi rồi người ta biểu diễn cho xem. Sự thật thì tôi muốn tìm hiểu cậu và tất cả những người liên hệ trong gia đình này với lý do là... Đó. Thú thật vậy có phải là dễ yêu không? Chờ anh đi lấy đàn nha, nữ tín đồ của anh. Trời đất ơi. Thật đáng trách mà cũng đáng yêu. Hiện tượng phá sản trí thức về nếp sống thác loạn của tuổi trẻ. Mình phải tìm hiểu cái thật chính xác mới được. Đây, anh là một ca sĩ mà thần linh không cho thuê tiếng hát. Anh chỉ hát cho người yêu thôi. Đây, anh tặng cho em. Chiếc lá rung rơi theo cội nguồn, lá rơi rồi khi em đến dìu em trong cuộc đời, nhé thêm giờ đây sao trống vắng. Sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng, những lúc gặp nhau anh đâu nào có biết có những hờn ghen nhỏ tiếc nuối mà chi yêu thương vào dĩ vãng. Và anh ngồi đây chờ ai đợi ai. Hay lắm, hay lắm. Khen xuông không chưa đủ, em phải hôn anh mới được chứ. Không được. Tôi chỉ muốn hiểu tâm tình. Nhiều bông tôi mù sương nổi loạn và cần thét la như cậu mà cũng biết yêu nữa sao? Hỏi như thế không khác nào em gián tiếp cho anh là quái vật. Không, chính cái bề ngoài bất cần thiên hạ cậu đã làm cho tôi hiểu như vậy. Tại sao em không hiểu ngược lại? Ngược lại? Phải. Sở dĩ mà tôi bọc cho mình cái vỏ bề ngoài như vậy là để quên đi sự thật mà tôi muốn giấu che. lạnh lùng sự nhỏ bé của mình. Vì sao cậu lại muốn tỏ phong? Vì sao cậu không ngại rằng tôi sẽ rẻ rinh? Vì anh sung sướng vô cùng bên em thổ lộ nỗi lòng cô đơn, có đúng không? Phải, anh cô độc như một đảo quang với mùa sương biển rộng, như khách diễn hành lọt vào lòng mưa bão chẳng lối xa. Hồn trẻ tuổi xanh, anh mong được sống vui đời chiếm ca. Nhưng tổ ấm nơi ẩn trú của tình thương đã tan tác. Anh cô độc và cần yêu đến nỗi muốn ôm chầm bất cứ một người đẹp nào mà anh gặp, dù người đẹp đó không phải là người mà anh thấy trong mơ, chờ trong mộng. Và hò hẹn nhớ thương từ muôn kiếp xa vời. Em lại một cô gái dám sống sang giàu, muốn lãng du trong tình nhiễu loạn, hay vì chán đời cố độc mà tìm bạn tâm giao. Bên trong tôi có hai con người trẻ tuổi khác nhau, nếu em muốn yêu đùa thì tôi cũng đùa yêu. Còn muốn trao đổi chân nghệ tình thì tôi cũng sẵn sàng dâng hiến. Trời ơi, cậu ăn nói trắng trợn quá. Đời cậu, cậu không biết làm gì hơn ngoài chuyện mơ yêu sao? Biết chứ, ngoài chuyện mơ yêu, anh còn biết ăn ngủ và làm vệ sinh như một xác chết biết cử động. Hay nói đúng hơn là một nghi tử ma quái không hồn. Anh ăn nói trắng trợn vô duyên vì anh là một kẻ tự khinh mình. Anh muốn ngoi lên khỏi sự tự khinh với nhiều mặt cảm, nhưng đời không mở lui cho anh. Anh muốn làm một người thật sự, nhưng luôn luôn lại phải chạy trốn để khỏi buồn cha nhớ mẹ và chứng kiến người đời giả dối diễn bị hài kịch không thôi. Cậu à, tôi không chắc là có thể hiểu cậu hoặc giúp ích gì cho cậu, nhưng tôi khuyên cậu điều này: cuộc đời tự nó không phải là một thảm kịch bi hay hài là do nhận thức của mình mà thôi. Nếu phải lý luận trên căn bản thì con người vốn dĩ là tất cả, vậy thì chính ta phải chuyển xoay làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn lên, chứ đâu phải cuộc đời thay đổi được ta. Cậu phải yêu đời và làm việc hăng say, đừng trốn chạy hay là hận đời, vì như vậy là tự đào hố mà chôn. Em nói một giọng chạy đời như một giáo sư triết đó. Được rồi, giáo sư hôn đi, rồi em nghe lời, hôn em đi. Ý, trời đất ơi, cậu nghịch quá. Có người kìa. Xin lỗi. Giới thiệu, đây là Vân Trang. Vân Trang, người mà trong tương lai sẽ cùng chung sống với anh dưới một mái gia đình. Tôi... Còn đây là Thu, sinh viên khoa học nhân văn năm thứ nhì, kim văn sĩ, em của anh. Cái anh này, sao không giới thiệu kim đầu bếp luôn đi, năm thứ nhì luôn. Dạ hân hạnh được biết chị. Không dám, mừng được quen biết cô. Khai thật với em, đấy là người đẹp đã làm cho anh bị sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trời. Anh đã nói thật, anh đã yêu thật, kể lại sự thật. Không, anh xin thề với em. Thôi khỏi thề. Thấy cái mặt mà tươi như hoa của anh đó là em biết rồi. Em biết không, khi mình cảm thấy yêu thì đời đẹp quá. Bỗng dưng anh muốn ca. Em mới có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không, 20 năm sau sầu tư cao dời vời. Kìa, 20 năm cuối là bà. Dạ ba mới về. Ba mới về. Con. Chà, cậu danh nhà ta bữa nay có chuyện gì vui mà như muốn bay bổng lên mây vậy? Thưa ba, con xin giới thiệu với ba. Thôi đủ rồi, con hãy để ba giới thiệu. Con Thảo đâu rồi? Nè, hôm nay ba giới thiệu với các con, đây là người mà trong tương lai sẽ cùng chung sống với chúng ta dưới một mái gia đình. Con biết. Ba muốn nói ba muốn nói là... Ủa chuyện gì mà con cười hoài vậy con? Thưa ba, Trang đây là... Trang là vị hôn thê của ba. Thì ra... Cái gì vậy? Trời ơi. Danh, Danh, bình tĩnh lại con. Trời đất ơi, gì mà tự nhiên nó mất hồn rồi tay chân nó co quắp như là bị kinh phong giật vậy hả? Ba, mày làm cái gì nhưng mà đĩa phải vui như là con nít đi cướp kẹo vậy con? Đó, ba cướp kẹo của con. Mày Thu, con biết tại sao thằng anh khùng của con nó nổi cơn vậy không hả? Dạ chắc tại cái câu mà cùng chung sống với một mái gia đình á. Cái cậu này nè, tuổi lớn mà tánh như trẻ con vậy đó. Lỗi là tại cậu láo táo tham ăn. Thôi hãy vui lên rồi gì cho kẹo. Không cần, để dành cho ổng đi. Cái đồ mất dạy. Bộ con gái mẹ mày nó dạy mày vậy đó hả con? Đúng rồi. Trời đất ơi, mày đâu nhào ra biết gì đâu mà đúng. Dạ, là vì vừa rồi con mới nghe má chửi. Bây mà bị chửi là đáng rồi. Dạ, đáng cho con nhưng mà quan cho ba. Bà chửi sao ba biết không? Chửi sao vậy? Cái đầu mất dạy. Bộ thằng cha mày nó dạy mày đó hả? Trời đất ơi, cái con gái mẹ bay đó, cái con đàn bà hạ cấp đó mà nói đến chi. Nó là một cái thứ tồi mà. Thôi ba à, ba không nên chửi mắng tụi con mà vì đây không được vui. Nóng quá, giận quá mất khôn. Xin lỗi. Cưng đừng phiền nha cưng. Có gì đâu mà phiền. Em sẽ cố gắng tìm hiểu và chinh phục tình cảm của các cô cậu. Còn khuya á bà ơi. Ba tôi rất tài, ba tôi giàu có. Tôi nghĩ cô nên lo chinh phục tình cảm của ổng thì hơn. Im! Tao cấm mày lý sự nghe mày. Ba cấm ảnh mà ba cho con nói nghe ba. Gặp con á, con lý giao duyên không à. Ba nghĩ coi, ảnh nói vậy không khác nào ảnh chửi xéo gì đây. Muốn thành hôn với ba là chỉ vì tiền á con, không phải nhiều chuyện. Thôi, mày câm cái miệng mày lại đi, cho nó xạo chút cái mắt gì ba bắn nó câm. Chớn mặt hả con? Ông đừng sợ sự thật. Tôi thích bị chửi thẳng hơn là rủa thầm. Thưa ba, dường như lâu lắm rồi con không có được tâm sự với ba. Con buồn lắm. Hôm nay xin ba cho phép con thư riêng với ba về chuyện gia đình. Không có riêng tư gì hết. Kể từ bây giờ dì Vân Trang đã thuộc về gia đình này. Vậy bổn phận của các con phải tỏ ra hiền ngoan dễ dạy. Việc gì cũng phải hỏi qua ý kiến của dì Trang. Dì Vân Trang là một người giàu sang, học rộng, từng du học ở Paris và các nước văn minh. Ba không cần quảng cáo, con cũng hiểu gì văn minh. Văn minh ở cái chỗ là biết chọn chồng lớn tuổi tài cao, đúng không? Người ta thường nói chồng lớn tuổi thường hay sợ vợ. cho tiền con đi, con tìm thợ mộc để cơm ăn. Con quỷ nhỏ, chung bay coi chừng đừng hỗn lao mà nguy. Tao sẽ bỏ mặt chúng bay theo sống với mẹ chúng bay đó. Thưa ba, nếu ba má đã quyết lòng thì đường ai nấy đi, thì chúng con đồng lòng không theo cha cũng chẳng theo mẹ. Đúng, tôi muốn nói nhưng ngài sẽ bị oán ghét thêm. Tại sao cô cậu nghĩ chúng ta không thể là bạn? Thưa dì, chúng con cần mẹ chứ không cần bạn. Nhưng tao không thể sống với vợ hư. Thì má cũng nói bà hỏng mà. Sao? Bây giờ mày binh con gái mẹ của mày phải không? Trời ơi, đúng là cái con đàn bà thác loạn, vô tâm khốn nạn, mất gốc quên nguồn, xa đỏ ích kỷ. Thôi vậy tụi con thuộc hết rồi, ba khỏi chửi nữa. Ba khỏi có... Thôi, chúng mày câm đi. Chỉ có người ngủ mới câm. Muốn câm thì con phải đi ngủ. Mày ở lại. Thảo, Thảo à, con cũng đi. Này mày nữa, mày ở lại nha, tao dạy tiếp nè. Mẹ ba không quyền cấm con phải đi. Ê, mày nói tao không có quyền cấm mày hả mày? Phải, ba không quyền cấm con đi. Tao biểu mày đứng đó. Đứng thì đứng. Ba bắt con đứng đây, nếu có chuyện gì xảy ra ba phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nè, mày đi đâu mà bảo nếu có chuyện gì xảy ra tao chịu hoàn toàn trách nhiệm mày? Dạ, con đi. Cậu đi đâu? Cậu nói đi. Dạ, ui da. Cái gì vậy? Mày đi đâu? Dạ, con đi toilet. Trời ơi, thiệt là tình. Đồ quỷ quái. Đi. Con nói rồi mà, bà không có quyền cấm con mà. Cậu ấy và Thảo có vẻ loạn bao nhiêu thì Thu đây có vẻ ngoan hiền bấy nhiêu. Cô Thu nè, cô có oán ghét tôi không? Dạ, dù có mặt gì hay không á thì chuyện xảy ra giữa ba má tôi cũng vậy thôi. Thì tại sao tôi lại oán ghét gì chứ? Thật là còn quá sớm để Thu gọi tôi như vậy. Thu hãy gọi tôi là cô cho có vẻ thân mật hơn. Kìa em cứ để nó gọi. Tôi cảm thấy hối hận một phần nào khi đối diện với gương mặt lúc nào cũng muốn khóc như Thu. Xin lỗi cô, tại vì em buồn khổ quá. Cái gì mà khổ không biết nữa. Ba cấp dưỡng tiền bạc đầy đủ cho tụi bay ăn học thôi chứ. Cả tháng này tụi con có nhận được đồng bạc nào đâu ba. Thì 2 tháng nay ba bận ở Đà Lạt. Chứ còn má bay đâu? Ba là mẹ phải tới lui thăm viếng bay chứ. Má thì cũng bận đi Hồng Kông, Nhật Bản như ba vậy đó. Lúc má về con mới hay. Thì sao ông ỷ y bà lo, bà ỷ y ông có gửi tiền. Ba, con muốn được nói lên tất cả những nỗi niềm đau khổ, buồn tủi của con cho ba nghe. Con khổ đau không gì việc hết tiền, phải bán tư trang để xây xài cho qua ngày hết tháng, mà là do niềm thao thức về trách nhiệm của con đối với một em gái và một người anh. Lúc nào cũng chán sống và tự khinh, với tuổi đời quá bướng trái hạnh phúc trong tầm tay mà không chịu nhìn lên. Lúc nào cũng chạy trốn trong màn đêm tuyệt vọng. Tôi sẽ là bạn đường với Thu, chia sẻ lo buồn. Ba biết không, con phải làm việc ngày đêm, nhiều khi mất ngủ quên ăn, nên sức khỏe con bị yếu mòn, sợ không con. Người Thu mà viết văn á, thì tôi tin tưởng lắm. Tôi rất mong được sớm đọc tác phẩm của Thu. Nhưng Thu không nên làm việc quá sức mà có hại. Được rồi, chỉ có cách sau khi ly dị với má con, ba bán nhà này rồi các con lên Đà Lạt sống sung sướng với ba và dì, chịu không? Không, chúng con không đi đâu hết á. Chỗ của con á là ở đây. Dù trước mặt cô Vân Trang, con cũng xin ba đừng giải quyết chuyện gia đình bằng một cách máy móc. Xin ba hãy thương chúng con mà làm lành với má đi ba. Ba... Cái gì? Làm lành hả? Dạ. Đục cái thứ đàn bà như má của mày. Thiết lên kìa, má đã trở lại kìa. Dù thế nào ba cũng nên vì chúng con mà nén giận nghe ba. Tao... Con gian lại ba mà. Ba hứa với con đi ba. Ba hứa sẽ làm lành. Cưng cho phép anh nói chuyện với bà anh chút nghe Cưng. Được rồi, để tôi ẩn mặt cho ông bà dễ tạo hòa khí. Dạ, cảm ơn cô nhiều lắm. Mời cô theo tôi. Chào bà. Chào ông. Bà mạnh giỏi chứ. Nếu tôi đau thì đã không có mặt ở đây để gặp ông. Mời ông ngồi. Nhà riêng gì của bà mà bà mời tôi ngồi? Mạnh ai nấy ngồi đi. Chà, đi xe Mercedes mới đẹp quá. Không bao nhiêu, sơ sơ thời giá gần cả tỷ đồng Việt Nam. Xe bạc tỷ sao bằng người đẹp mà họ suy mê. Không đẹp lắm đâu, sơ sơ có 2-3 cái bằng tiến sĩ gì đó hả? Tức hả? Tức nói gì mà tức? Tôi hỏi ông à. Tôi hỏi bà nè. Ông hãy để cho tôi hỏi trước. Bà để tôi hỏi trước. Tôi hỏi bà, tại sao bà có quyền cùng kép đi Nhật Bản, Hồng Kông mà không báo trước tôi hay? Bà bỏ con hết gạo hết tiền, trong khi vui cảnh trời mây nơi xứ lạ trời xa. Còn ông ở phương nào sẽ không lo bổn phận? Tôi ở Đà Lạt một mình để lo một ép phe riêng. Sao không cho tôi hay? Thì ra chị mê người đẹp mà ông đỡ bỏ con phải ốm đói bơ vơ. Thôi thôi thôi, bà hãy im đi. Dẹp. Quyền gì mà bà nói như là ghen? Tiếc gì mà ghen, cứ đàn ông đảng hậu. Bà chính liệt có chưa chi mà mê tơi rồi. Ghen sẽ sinh mạnh khi không còn quyền hạn. Trời ơi, làm hết hồn. Tự nhiên cái nó ghen còn khuya. Trời ơi, quý gì cái thứ đàn bà xa đọa. Mày, chính ông mới là thằng cha vô lương tâm. Ê, tôi cấm câu chữ tôi nha. Tôi cũng cấm ông. Ông thầy nói nặng tôi. Tôi nói cô đừng có lớn tiếng nghe chưa. Mày lớn tiếng thì tao lớn tiếng à. Ê, cái đồ. Đâu vậy? Trời ơi, tức quá mà hòa nhã sao nổi. Tao nói là tao không muốn gặp mày mà. Tại mấy đứa nhỏ, chứ tao cũng đâu có muốn gặp cái bản mặt của mày. Ai cần? Chứ ai cần ai. Mày không phải là đàn bà Á Đông. Mày chỉ là cái thứ. Thứ gì? Thứ gì? Thứ. Tao không phải là đàn bà Á Đông mà là đàn bà Á Châu, được không? Trời, Á Châu rồi. Đồ thằng khốn nạn. Chửi nữa ha. Tao cấm mày chửi tao đó. Chẳng những chửi mày mà tao còn nhẹ nhàng hơn, tao đục mày nữa. Mày đừng lấy thịt đè người. Trời, tao sợ mày quá. Mày đụng tới tao đi, đụng tới cái lông chân của tao thôi mày biết liền hả mày? Cha, cha, mày làm tao sợ quá. Mày giữa hơi cái thằng cha đó hả? Đây nè, để tao đánh mày của nó làm gì tao. Tao xông tới nè. Nhột quá, nhột quá. Mày đánh tao phải không? Đánh tao phải không? Cha 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 cha. Cha chả. Mày lộn dài hả? Tao đánh cho mày lộn rồi. Lộn dài luôn. Lộn dài. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, nó giết tôi. Có người ta lộn dài. Cái thằng lộn dài. Thằng vô má. Cưng có sao không Cưng? Ba, con lại ba mà ba. Ê, mày buông tao ra, tao phải đánh chứ. Đây nè, trời ơi, ba thằng Danh nghe chú nói nè. Má con Thu nữa, hai đứa bay dằn xuống đi. Đừng có đánh chửi với nhau như vậy coi không có được. Lớn hết rồi, già đầu rồi. Thiệt là khổ hết sức. Trời, tưởng sao? Thứ đồ đàn ông vũ phu. Thôi mà bay. Mày có chân nè, xa. Ú bay hãy nhìn con bay nó tủi buồn kìa. Tình hình hơi căng nha. Cưng, Cưng có sao không Cưng? Ba, em nghe Tức tức hắn đánh em đó ba. Để cho anh. Chào ông. Gì đây? Thưa ông, là đàn ông, tôi tưởng chúng ta nên đừng bao giờ đánh đàn bà dù chỉ bằng một cành hoa. Người gì đây? Vâng, tôi đồng ý với ông. Đồng ý. Nhưng ông lại đánh bạo tay như một người không văn minh và thiếu giáo dục. Ôi, chửi ha. Thú thật là chuyện xảy ra này tôi rất ân hận và rất tiếc. Thưa ông, vấn đề không phải là tôi cần nghe ông nói lên sự ân hận, mà tôi bắt buộc ông phải xin lỗi bà này. Ây cha, sợ quá. Xin lỗi, tôi sẽ xin lỗi. Nhưng trước khi làm vui lòng ông, xin ông cho tôi biết ông là ai, ông là người nước nào, ông muốn gì, ông là người liên hệ gì với cái con đàn bà. À, không, xin lỗi, người đàn bà này liên hệ gì? Tôi... Ông muốn dạy đạo đức rao truyền văn minh hả? À, không. Tôi chỉ khuyên. Tôi cho ông biết, ông khuyên lộn chỗ rồi. Đây là nhà của tôi. Còn đây nữa, cái người ông ôm nãy giờ ông kêu bằng em đó, trời ơi, đó là vợ của tôi. Tôi cho ông biết là tôi có quyền làm nhục và xài xể. Tôi đá bất cứ lúc nào, biết không? Nhưng mà tôi không muốn nghe ông nói cái gì cả. Cho dù ông là người ngoại quốc, tôi cũng mời ông rời khỏi nhà tôi đi. Ông đừng nóng. Dân, tôi đi đây. Anh ra xe chờ Cưng nhé. Chen bỏ em sao? Chen gớp. Chú yên tâm đi, tôi không có nổi điên nữa đâu. Bay làm gì bay làm, nhưng mà tụi bay đừng quên, tương lai mấy đứa con bay á, nó còn sống tùy thuộc nơi tụi bay á. Tại sao muốn ly dị tôi mà ông còn phá tôi nữa? Thằng cha đó nó là tỷ phú, bà sợ tôi làm nhục nó rồi không cưới bà phải không? Tương lai tôi là tương lai của các con ông. Xin ông hãy để cho tôi yên. Ôi, một người mẹ nhân từ. Khỏi, bà khỏi cần xuống nước nhỏ. Tôi nhất định sẽ không chịu ly dị, và tôi sẽ phá bà cho tới cùng. Nếu bà không bảo cái thằng... Cái thằng tên gì bà mới kêu đó? Mr. Chen. Trời, Mr. Chen. Trời ơi, cái thằng Sai Chú Chen gì của bà đó, nó đền bù cho tôi 200.000 đô la. Sao? Đền bù? Chứ sao. Bà thấy không, bà về đây sung sướng lắm rồi. Bà về với vị hôn phu. Còn tôi nè, tôi cô đơn, tôi cô độc có một mình. Bởi vì tôi nghĩ lại, trong tương lai tôi sẽ ở vậy đi lo giáo dục mấy đứa nhỏ. Chứ tôi nhất quyết là tôi không cưới vợ. Ôi, một người cha đức độ nó lộ cái giả ra. Ông đừng, mà đừng nghi ngờ lòng giả của tôi. Dù sao tôi cũng là người trí thức mà bà. Được rồi, tôi sẽ trở lại để tiếp tục bàn với ông về việc này. Bây giờ tôi phải đi, ông ta ghen lắm. Bà sợ mất ông ta đến thế cơ à? Lẽ ra sao bà cười? Thì không cười. Tôi cho bà biết, nếu bà quan trọng với ông ta như vậy thì xin phép bà cho tôi lên giá. Có thể tôi sẽ trao cho ông một ngân phiếu. Tôi rất cần được hắn tin yêu. Ông hãy giả vờ la mắng xua đuổi tôi cho hắn khỏi nghi ngờ. Nếu nó muốn vậy thì bây cứ đập vô mặt nó đi cho nó toại nguyện. Được rồi, bà hãy ra khỏi nhà tôi, hãy theo cái người mà bà tin yêu thờ phượng. Đi. Trời ơi, nhớ trở lại nha bà. Đi. Đừng bao giờ cho tôi thấy mặt bà, đồ thứ đàn bà. Thôi chứ. Thiệt thay lối sống của vợ chồng bay mà tao đã đời thiệt chứ. Chú thấy đó, Mọi việc xảy ra là do má chúng nó, chứ đâu phải tôi muốn mà chú nói. Cưng yêu quý của anh, bây giờ anh đưa em về để rồi anh còn phải lo chút việc nữa. Vâng, xin chào ông. Tôi về Thu nhé. Tôi hứa sẽ trở lại thăm Thu với tư cách một người bạn thân. Ba con Thu, chú muốn khuyên... Thôi mà, chuyện đã qua rồi còn khuyên gì nữa. Chú ở chơi nghe. Thế là hết. Con mệt quá ông Tư ơi. Trời ơi, trời, tội nghiệp cháu Thôi Quỳnh ơi, trời ơi. Thu à, Thu. Ông Tư mới tới đó hả? Con Thu đâu rồi? Dạ, chị Thu bệnh nằm ở trong phòng á. Vậy sao? Thì sao tụi bay không đưa nó đi bác sĩ? Còn đứng lóng nhóng đó đây làm cái gì vậy không biết nữa. Dạ, con đợi. Đợi cái gì? Đợi anh Trân. Đợi nó để làm gì? Bộ tụi bay đưa con Thu đi không được hay sao mà phải đợi nó chứ? Dạ không phải. Tại vì bữa nay con Thu nó nói là nó có hẹn với thằng Trân trả lời cho biết chuyện của gia đình bên đó. Vì hôm rồi thằng Trân nó có qua là ba má nó phiền lòng, muốn qua gặp mặt ba má con để mà diện kiến cùng nhau. Mà ba má con thì cứ đi biển biệt, chị Thu chỉ buồn, chỉ sanh bệnh hôm nay. Thiệt là tội cho con nhỏ quá trời. Riết rồi tao không biết tính sao. Nè sẵn rồi, chỉ còn chờ đợi thằng Trân. Bây làm tao cũng bắt nóng ruột luôn. Hồi nãy tao có ghé chợ mua mấy con cá, con Thảo đem ra làm sao làm đi để nó ương hết à. Dạ con đâu có biết mần cá đâu mà mần ông Tứ. Trời đất ơi, con gái mà không biết mần cá. Cái con nhỏ này nè, nồi cơm nó nấu dám thành một tác phẩm nhiều mùi và nhiều màu lắm đó ông Tư. Thiệt đúng là con gái hư. Kìa, anh Trân tới rồi kìa. Dạ chào ông Tư. Xin chào kẻ thù của Di Trùng. Mà làm gì như phỏng lửa vậy? Khổ quá anh ơi, ba tôi thì đang ngồi chờ, mà tôi thì không biết giới thiệu sao về gia thế người yêu. Cậu mau về đưa cha mẹ lại đây, tôi và ông nội đứng gả con Thu cho cậu. Nhưng cậu nhớ nói rằng cha mẹ tôi không còn. Anh nên biết ông già tôi, ông khó lắm anh ơi. Dám yêu sao mà sợ khó khăn, tôi muốn nói mình nên sắp đặt. Tôi nói là tôi có cách rồi, cậu hãy yên lòng. Vâng, tôi không thể không liều. Tôi đi. Trời ơi, mày ẩu vậy rồi sao vậy? Bây giờ ha, ông Tư hãy kiếm ở đâu có khăn đóng áo dài, rồi ông Tư mượn mặt vô giùm con đi. Trời ơi, thiệt là khổ. Tao có ông bạn gần đây, thôi để tao đi. Mày thiệt là hại tao. Nhanh lên nghe ông Tư. Còn con Thảo. Gì? Mày hãy lục ở trong tủ lấy ra hình của ba má. Rồi mày thượng lên tủ làm bàn thờ giả dùm cho tao. Tao phải đi thay đồ và làm sạch mặt mày mới được. Phải không? Trời ơi, cái anh này ngu dài lâu mà cũng thông minh đột xuất dữ nghe. Được rồi. Để lên đây. Cái vong hồn ba má về ăn cơm ăn cá mà không. Trời ơi, không được. Thiếu lương nhang và đèn con cóc nữa. Trời ơi, biết tìm lương nhang đâu đi trời ơi. Đi mượn hả? Ý đâu có được, lương nhang mà ai cho mình mượn. Sao bây giờ đây? Nếu mà làm tạm một cái mới thì lấy chân nhang ở đâu mà cắm vô đấy? Mà nếu để bàn thờ cha mẹ nhan tài khó lạnh thì quá ra là mình là những đứa con trong nhà này bất hiếu hết rồi. Không được, mình phải tỏ ra có hiếu. Mình phải... Ê, rồi chưa mày? Chưa có vẽ cái bàn thờ. Nhà ông hai đằng kia có cái bàn thiên á. Để em chạy là em chớp cái lư hương của ổng mới được nghe. Để em đi nghe. Sao? Mày thấy được không mày? Dạ, đúng là một ông già xưa rồi. Ông Tư. Ủa, ông nội. Lát nữa mày gọi tao là ông Tư là trật chìa nghe. Làm tao hãy bỏ xe đằng nhà ông bạn tao đi xe khác về đây. Đúng là chuyện đời. Khi mình đạp cho người ta ngồi, khi mình ngồi cho người ta đạp. Đây, bình bông quệ còn tươi và lư nhang còn nghi ngút khói. Đặt lên. Ở đâu vậy có hả? Bữa nay rằm, người nhà họ vừa xây lưng là con chớp, con dông luôn một đứa về đây luôn á. Trời ơi, thiệt. Bây giờ mày đi biểu con Thu, nó sửa soạn để chờ ra mắt mẹ chồng tương lai. Kìa kìa, người ta tới rồi kìa. Nè, nhớ ăn nói phép tắc nghe chưa? Dạ con biết mà. Ba má. Dạ thưa ba má, đây là ông nội của Thu, còn đây là anh Danh, anh của Thu. Dạ kính chào ông bà. Dạ. Dạ không dám. Chào cụ. Dạ, dạ chào cụ ạ. Dạ. Dạ hân hạnh được đón tiếp ông bà. Mời gặp gặp cậu. Dạ. Xin mời ông bà ngồi. Dạ. Dạ cảm ơn cụ. Trần ngồi đi cháu. Dạ xin phép cụ cho phép cháu nó đứng được rồi. Trần. Dạ. Con không thể nghiêm chỉnh hơn được một chút sao? Dạ. Dạ xin mời hai bác dùng trà. Được, để đó đi cháu. Thưa ba. Ba chưa hỏi thì con đừng có nói. Thưa ông bà, cháu tôi chẳng may mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ. Đây, đây là di ảnh của ba má nó đây ông bà. Dạ. Thật tội nghiệp. Dạ, vì vậy cho nên chúng nó rất thương tôi và lúc nào cũng lo chăm sóc cho nhau. Từ viết học hành đến giấc ngủ miếng ăn, chớ không phải như con người ta, sống không nề nếp như con quan. Dạ thưa cụ, gia đình tôi là một gia đình xưa nay vốn ăn ở theo lề, nên rất sợ con trai mình hiểu con nhà thất giáo bất nghiêm. Thưa ông, tôi đây là anh cả, trách nhiệm quyền huynh thế phụ, nên lúc nào tôi cũng giữ gìn và dạy em gái mình điều nên. Thật tôi đây rất cảm động khi thấy cậu là anh trai, quên vui riêng để lo giáo dục em gái mình như một người cha. Dạ bà quá khen à. Còn cháu tôi đây, nó tự học mà đã đậu được cái bằng gì cháu? Dạ đại học mở rộng. Đại học mở rộng. Cậu đáng khen lắm. Hơn nữa, mái tóc của cậu cũng là một bằng cấp rồi. Dạ, dạ thưa ba má. Dạ Thu của con cũng đã đậu 2 chứng chỉ rồi đó thưa ba má. Ba đã bảo ba chưa hỏi thì con đừng có nói. Dạ. Ông già tôi á, ổng ăn ở theo xưa. Ổng mà thấy mái tóc của cậu á, ổng dám toát mồ hôi lạnh lắm mà. Dạ, ông bà thông cảm. Tại cháu tụi nó lo ăn học á, nó tự học không à. Rồi nó lo dạy em nó nữa. Dạ, nó không có thì giờ hớt tóc. Dạ, ông bà thông cảm. Ông bà nào đi Mercedes tới kìa. Chết rồi. Chết mẹ. Nguy rồi. Dạ, chào ông bà. Dạ, xin giới thiệu đây là... Dạ. Ủa? Ủa sao kỳ vậy nè? Dạ đây là... Dạ. Ủa chú làm gì mà như đóng kịch vậy? Chào ông. Ông chưa chết sao? Lãng nhất không. Tự nhiên cái tù tôi chết hả? Chết làm sao đứng đây được hả? Đúng là ông. Là ông. Trời 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 đất ơi, trời đất ơi. Ai mà tưởng với thượng của mặt trời nè trời. Tại sao? Tại sao như thế này? Nghĩa là thế nào? Chú Tư. Tại sao vậy chú Tư? Chuyện gì cũng tại bay hết đó. Tao chỉ vì thương cháu tao mà bị kẹt gì nè. Đúng rồi. Đây là một âm mưu khó hiểu. Ông bác sĩ tương lai của tôi đâu rồi? Trần. Trần. Sơn. Dạ. Ba sẽ từ con, tao sẽ từ mày. Ha? Con hãy giải thích tại sao có chuyện lạ lùng như vậy. Con muốn ba má phải làm xui với một người chết phải không? Tại sao? Đồ bất hiếu. Dạ, dạ ba má Thu lúc nào cũng xung đột với nhau trong thời kỳ ly dị đó ba, nên... Thôi, thôi, bây giờ ba mới hiểu. Đây là một âm mưu có sắc bài. Con muốn đem nhà mình ra làm trò vui cho thiên hạ chê cười. Trần ơi, nhục ơi là nhục. Con có còn coi ba má xa gì? Tôi xin ông đừng giận đừng phiền. Chuyện như vậy rồi tôi phiền trách gì ai? Tôi chỉ giận thằng con trai tôi ngu muội, làm nhục mẹ cha, xấu hổ gia đình. Ông mà, tôi xin ông hãy xét lý xét tình. Tại con mình nó lỡ dại mà thôi. Trời ơi, cái chuyện gì mà như xét đánh vậy? Trong con nhà tôi là quỷ phá nhà chùa mà. Tôi còn sống đây mà nó dám thượng bàn thờ lên như vậy đó, chịu đời nổi hay không nè trời. Tại ông làm cha mà ông không có khéo dạy, cho nên con ông á, nó mới dở trò. Tụi em với ông bị chôn sống hết rồi, bây giờ kêu trời có thấu hay không? Tại thằng con tôi nó ngu khờ dại dột, nên giao du không chọn người chọn bạn. Gia đình tôi là hàng danh giá, đâu thể so bì với thứ lộn ngôn. Thằng Trần đâu? Mau mau đi về. Mày còn chần chờ hả? Tao sẽ từ mày luôn. Ông ơi, tôi xin ông bớt giận đi mà. Nhục nhã quá rồi, còn ở lại mà làm chi? Tôi không cần tìm hiểu gì nữa. Tôi từ nó, tôi sẽ từ nó. Ông thấy gia đình người ta từ nhau thấy mất ham, còn con của mình nữa, chẳng những nó làm nhục mình mà nó còn khai tử mình nữa đó. Nó trù mình mà. Làm cha làm mẹ như tụi bay nó khai tử cũng vừa. Chú nói. Dạ, dạ xin ông bà tha lỗi. Tôi nghe thằng Trân tôi nó nói rõ về hoàn cảnh của ông bà. Nếu như ông bà không trách tôi là đường đột thì tôi xin được phép vì con tôi và nói mấy lời khuyên. Có gì mà phải bận tâm như vậy? Thời buổi văn minh mà, con người ai cũng có đời sống riêng tư. Cái việc mà chúng tôi có ly dị nhau hay không đâu phải là điều kiện tất yếu làm hạnh phúc cho con gái tôi và cậu Trân đây. Văn minh. Nghe bay nói văn minh tao thèm rượu quá. Văn minh. Ủa, sao lại nghe nói đến văn minh rồi chú thèm rượu? Làm sao? Vì tao cần uống rượu cho say để quên và chửi cha cái thứ văn minh của vợ chồng tụi bay á. Bà ở chơi ngang. Văn minh hả? Để tao đi nhậu tao về là tao cho văn minh. Ừ, ở đó đi. Dạ thưa ông bà, nhà tôi tuy nghiêm khắc nhưng lại là kẻ biết trọng người và biết trọng lẽ phải. Tôi nghĩ nếu như... Thôi, cảm ơn bà đã khuyên, nhưng chuyện đời đèn nhà ai nấy sáng à. Thưa bà, thay vì bà khuyên chúng tôi thay đổi, tôi tưởng bà nên dạy cậu Trân á, nó làm ơn quên con tôi đi là tốt hơn đó bà. Thưa hai bác, chúng con không thể quên nhau. Có thể chúng con sẽ bị mẹ cha đẩy vào cõi chết. Cõi chết của tình yêu và hồn sa mạc tuổi xanh. Được sanh ra đời, chúng con chưa hề phạm tội trần gian, thì tại sao đời lại trực giam chúng con vào bóng tối? Có gì mà cậu bi quan? Có chứ má. Cậu ấy bi quan vì đời có quá nhiều vi trùng và xác chết, và ngại đến cả những người còn đứng còn đi còn ăn còn thở, còn mặt đẹp diễn sang mà hầu như đã chết nữa tâm hồn. Tuổi trẻ của chúng con là tuổi hạnh phúc thiên đàng. Chúng con rất sợ biến thành mã khoái như những kẻ không còn biết yêu nhau. Xin cha mẹ giùm tránh cho chúng con cảnh ly hận buồn. cô các cậu muốn chúng tôi phải sống cho hạnh phúc các cô các cậu chứ gì. Thưa hai bác, hạnh phúc của con là mong được thấy người yêu sống vui hạnh phúc, chứ không phải đòi hỏi được thỏa mãn ham muốn và ước vọng của riêng mình. Quyết định của hai làm cho con từ bỏ thiên đàng của con vì tiếng gọi của tình yêu. Xin hai bác hãy cho thu của con được tắm mát trong suối nguồn tình thương cha mẹ. Bác ơi, đừng bắt chúng con vào đời với niềm tủi hận cô đơn. Coi cậu vậy mà chậm tiếng quá, năm nay mà còn yêu theo kiểu tình sự Á Đông. Cậu nên học yêu, học sống theo người Tây Phương. Người văn minh thì phải thực tế chứ cậu. Dạ thưa ông bà, không phải tôi dám chỉ trích ông bà, nhưng xin ông bình tấm xét lại. Người Á Đông mình tuy không có nhà cao vạn trượng, nhưng có những tâm lòng rỗng tở biển khơi. Mình không có mái móc vĩ đại như người ta, nhưng có những tiếp thủ hiểm nhân mà đức tài cao tựa núi. Chúng ta nên bắt chước những người mẹ hiền, quần bố áo dài, mắt thấy xa mà lòng ham muốn chẳng giới xa. Lúc nào họ cũng biết sống chết vì con. Bà nghĩ coi, kiếp con người ngắn ngủi, trẻ bao lâu vui bao chốc mà đổi vợ thay chồng. Ôi hay, hay tuyệt vời. Nhưng thưa bà, mỗi người một quan niệm sống bà ạ. Chúng tôi không cần nghe ai dạy đời cả. Thưa hai bác. Thôi con à, ông bà đã nói như vậy á thì má nghĩ là không còn gì để nói nữa. Mình về thôi con. Mà dạ chào ông bà, tôi về. Chào các cháu. Má anh Trần, anh Trần. Thu à, đừng buồn nữa em à. Số phận đã như vậy rồi. Em đừng mơ màu hồng khi mặt trời đã tắt, đừng than sầu khi đời mình tự nó đã là một hoàng hôn. Con á, mà theo má thì đời con là mùa xuân, chứ sao lại là hoàng hôn? Con phải theo ba thì đời con mới hạnh phúc chứ. Không, con không theo má, mà cũng chẳng theo ba. Con sẽ sống giữa những gì thân thiết, sẽ sống với những kỷ niệm buồn vui đã mất và những ước mơ kỳ diệu chưa thành. Tình yêu dù có dở dang thì con cũng cam đành. Nhưng ba má ơi, gia đình là một thực tại màu nhiệm thiêng liêng nhất, mà mất nó mình bé nhỏ bơ vơ, như một cánh chim khi đã lìa tổ xa rừng thì làm sao tìm lại được những tình thương ruột thịt. Con xin ba má hãy hồi tâm nghĩ lại, đừng để tụi con phải cô độc lạnh lùng. Ba không cần nói dài dòng, ba không khuyên mà ba ra lệnh các con phải theo ba. Không, con phải theo má. Má ra lệnh cho các con phải theo má. Theo ba, theo má, theo ba. Làm sao mà ra lệnh với những tâm hồn nổi loạn hở ba má? Hơn nữa, việc chấp nhận theo má hay ba là chấp nhận một sự tán dở đớn đau. Không, sẽ dựa vào nhau để có thể đứng vững trên đôi chân của mình mà tồn tại dưới bóng mặt trời. Bấy lâu nay từ khi ba má ly thân với nhau thì tuổi con phải chịu mồ côi không chính thức. Nếu cảm thấy cần tìm tự do cho đời sống mới thì ba má cứ yên lòng mà lựa chọn tương lai. Ê, cái thằng con, mày xách động tụi nó chống lại tao phải không? Không phải chống đối mà là phản kháng. Con cũng không theo ba đâu. Vậy là con theo má hả con? Con cũng không có theo má luôn nữa. Tụi con ở đây, ba đứa con sẽ sống và tồn tại trong ngôi nhà này. Nếu như mà ba má có thương muốn cùng tụi con chung sống thì cũng sẽ sống chung trong căn nhà này, đúng không anh? Đúng không chị? Tụi bay cứng đầu thiệt mà. Tao cho tụi bay chết đói luôn. Đâu rồi? Hai ông bà văn minh đâu rồi? Ông Tư lúc nào cũng về. Gì nữa đây? Chú muốn cái gì đây? Nhậu đã rồi trở về quậy phải không? Định dạy đời phải không? Đâu cần chửi với đâu cần quậy bay. Thời mạt pháp âm khí thịnh, quỷ dương loạn. Con người biết ác mà vẫn làm ác, biết nhục mà vẫn chịu nhục, biết hèn mà vẫn sống hèn. Chứ có phải họ không biết đâu mà dạy. Văn minh hả? Văn minh cái con khỉ độc. Văn Trời minh ơi, chú Tư ơi, chú im đi cho tôi nói chuyện với anh Thu được không? Sao? Mày thay mặt tụi nó một lần chót trả lời cho ba biết, giữa ba với má mày tụi bay theo ai? Thưa ba, con đã trả lời rồi. Bay... Được rồi, nếu bay cứng đầu thì để tao bán cái nhà này coi bay ở đâu cho biết. Tôi đồng ý. Bán nhà mà không cho đứa nào tiền hết. Sách có nói bỏ nó đói thì đầu gối nó phải quỳ. Từ đó giờ mới chung một ý. Được, chúng nó phải quỳ để xin được theo tụi bay chứ. Mà hễ theo ba thì gặp gì ghẻ, còn theo má thì gặp dưỡng ghẻ, chỗ nào cũng ghẻ không. Mà nếu nó không theo tụi bay thì tụi nó cũng trở thành con chó ghẻ, đúng chỗ nào cũng ghẻ. Thôi, chú im đi, làm cái gì mà cứ la hoài à? Bay nhục thì bay im, tao chửi thì tao phải chửi, phải la chứ. Đến đây chưa? Tôi... Chú ra khỏi nhà tôi, đi. Mày đuổi tao hả? Đuổi đó. Chú là cái thơ gì? Bật qua chú đạp xích lô để sống qua ngày, chứ chú giúp ích gì được cho tôi mà chú dạy đời, chú chửi tụi tôi. Chú ra khỏi nhà tôi, đi. Sâm, tao nghe rõ rồi Sâm mà. Mày khinh chú mày, mày đuổi chú mày ra khỏi nhà, khỏi cửa. Phải mà, mày đuổi cũng phải thôi. Bởi vì tao là chú của mày, là hiện thân của cái quê mùa gốc rễ, là hình ảnh của đạo đức nhân luân mà mày đang dẫm đạp khinh thường. Mày khinh là gì hiện nay tao không ruộng không giường, chớ phải chi mà tao giàu tiền muôn bạc vàng, lúa ruộng đầy bồ nhà dãy dọc dãy ngang. Thì tao còn là ông chú đáng kính đáng yêu, lời nói của tao là khuôn vàng thước ngọc. Mày là thằng giàu sang có học, mà nghĩa nhân mày dứt bỏ đâu rồi? Ông Tư, con lại ông Tư. Ông Tư tha lỗi mà ông Tư. Ông Tư. Ông Tư à, ông Tư đừng giận tụi con mà ông Tư. Ôi, thôi đâu mà đi năn nỉ cái đồ đạp xích lô sáng sai chiều xỉn đó. Phải, tao đạp xích lô nè, tao một xu mà sao mày lại đem lời khinh miệt? Chớ ngày xưa thì mày từng ăn nhờ ở đâu, tao từng quặng những cưu mang một thằng cháu cơ hàng. Vợ chồng mày là cái thứ lai cắn, cái đồ mất gốc, cái đồ vô ơn bạc nghĩa. Tóc trống miếu xa mà còn thua phường thích cháu, giàu có bạc vàng mà bằng tiền xấu xa. Ê, nói cho biết nghe, không phải chửi được rồi chửi hoài đâu à nghe. Tao chửi đó, rồi con nào thằng nào dám làm gì tao không hả? Đúng là già mà sanh tật nói nhiều là chú đó. Nói nhiều như vậy mà còn chưa thủng cái lỗ tai của tụi bay đó. Tôi sao? Ừ, mày đó, mày là cái thằng bất hiếu. Hồi nhỏ mày ăn mày ở nhà tao mà xăm, mày còn đái trên đầu trên cổ tao nữa mà xăm. Tại sao mày khinh tao chứ? Chuyện hồi nhỏ mà cũng nhắc. Ai mượn chú thương tôi rồi bây giờ cứ tự nhiên đem ra kể à. Tao nhắc cho mày nhớ chứ tao là chú của mày. Chú của mày là hình ảnh của ba mày. Hình ảnh của ba mày mà mày còn coi như người dân nước lã mà. Ôi thiệt nhất mình. À, ông ấy bây giờ mình đi chỗ khác bàn cái vụ ngân phiếu đi. Ở đây nghe trả lãi nhảy hoài bực quá. Ê sao? Trả nào mày? Hả? Trả nào? Ê, trả nào? Không có làm ẩu nghe. Thôi tao cho bay thêm một ngày để suy nghĩ đó. Tao đi, chú hãy ở đó mà sai với thằng men đi. Thằng men tổ cha tụi bay, đồ mất gốc, thứ ăn mặc đẹp sang mà điên cuồng ngu ngốc. Ông nội. Chào. Ông nội không có đô la. Ông nội nghèo mà con ơi. Ông nội. Trần, rồi bây giờ mày nhất định mày cãi lời ba hả Trần? Dạ con đâu dám ba, nhưng con yêu Thu mà ba. Tình yêu của con đã đặt không đúng chỗ. Ba không đồng ý cho con giao du với một gia đình vô giáo dục thác loạn như vậy, con biết không? Ông mà, vì hoàn cảnh nên tụi nhỏ mới ra nông nổi như vậy, chứ tụi nó đâu có tội tình gì đâu ông. Thôi thôi, bà biết cái gì mà nói. Ba ơi, con biết lễ giáo của gia đình mình xưa nay vẫn giữ tiếng thanh cao, nhưng con và Thu yêu nhau đâu có gì là lỗi đạo. Tuy gia đình Thu đang lâm vào cảnh buồn đau, nhưng riêng Thu vẫn giữ gìn phẩm giá. Con cúi đầu cầu xin ba má, hãy thuận lòng cho con cưới Thu về làm vợ làm dâu. Cháu Thu là một không? Bà có nghe chưa? Nếu nói thương thì con tôi là máu thịt của tôi, mà tôi không thương sao được. Nhưng hễ thương thì phải biết cái nào hay cái nào dở, mà chỉ dạy cho con sống đáng mặt con người. Chớ đâu phải chiều con cho thiên hạ chế cười. Trong cái nhà này còn giả phong lễ giáo, làm dấu nhà này phải toàn vẹn thanh cao. Nội cái chuyện đi coi mắt mà đã chẳng ra làm sao hết á. Một gia đình gì mà sống trong hỗn loạn. Con chốn sống mẹ cha thì sống vô trách nhiệm, thì còn chi là đạo lý con người. Thương con thì nói vậy, chứ má thấy gia đình ở bên đó cũng kỳ lắm đó con à. Cưới một cô gái con nhà chẳng có ra gì hết. Ba ơi, vì gia đình bên đó đang trong thời kỳ tan rã, nên Thu mới là một cô gái đáng thương. Nhìn những gì mà Thu đã trải qua, con càng thấy thương yêu nàng hết già. Đã thề nguyện Kiếu. Nếu mày nói vậy thì mày hãy cút ngay đi khỏi nhà này mau. Tao vô phước sanh ra cái thứ nghịch đồ. Mày cứ tưởng là mày đủ lông đủ cánh hả? Mày tự quyền bay cao nhảy xa, không còn cần đến mẹ cha. Ông mà, con đừng nói dại vậy mà không nên. Dù sao cũng phải chờ sự thay đổi của ba con chứ. Đấy là chuyện hệ trọng cả đời. Nếu bị cãi lời thì cuốn gói đi ngay. Ba, nếu thật lòng ba không chấp nhận con và Thu nên duyên chồng vợ, thì con xin bất hiếu với mẹ cha. Thưa ba má, con đi. Trần con. Bà đứng lại, tôi cấm bà chạy theo nó. Hễ ai mà bước ra khỏi cửa thì đừng bao giờ trở lại cái nhà này nữa. Bà nghe rõ chưa? Trời ơi, tôi thế nào? Nữ sĩ đang về nguồn của mình đấy à? Kìa chị, chị không bận việc gì mà sao đến thăm Thu hoài vậy? Thì Trang đang bận đi chơi về thăm Thu nè. Trang là con nhà giàu mà, Thu không biết sao? Đời Trang nếu phải nói bận á, thì Trang chỉ bận đi du lịch và viết nhật ký thôi. Hay nếu cần á thì viết truyện ngắn để khoe cái học, cái sang của mình, chứ không như Thu. Chị thì lúc nào cũng khen em. Cảm ơn chị lúc nào cũng cho em một tình bạn và giúp đỡ bằng mọi cách để em có thể cho ra đời tác phẩm này, nhất là giúp điều kiện để em mướn nổi một căn nhà. Cảm ơn chị. Có là bao. 9 tác phẩm của Thu đã giúp Thu đấy chứ. Tôi thích nhất là cái tựa của Thu, về nguồn. 2 chữ giản dị ngắn ngủn nhưng có giá trị như là một kêu gọi. Tôi nghĩ có 2 người được quyền thưởng thức tác phẩm của Thu trước nhất, đó là ba má Thu. Vì vậy tôi đã mạn phép Thu gửi tặng họ mỗi người một cuốn từ hơn một tuần nay rồi. Em sợ tác phẩm này chỉ là một cái cớ làm cho ba má em thêm ghét bỏ tụi em thôi. Nếu việc làm đó gây ảnh hưởng cho Hoài Thu thì cho Trang xin lỗi. Không, chị đừng nói vậy mà. Chị à, nếu không có chị động viên an ủi trong mấy ngày này thì làm sao em có thể vượt qua bao nhiêu khó khăn chồng chất trong đời, mà tương lai thì mù mịt xa vời. Tuổi em giờ đây như đàn gà con không mẹ, cố sức mới tìm chút gì còn sót lại của tình thân, nên càng quý yêu những tâm chân tình bè bác. Ôi thật hồn nhiên và trong sáng vô cùng, đã giúp cho em vượt qua dòng tố mịt mùng. Ở trên đời đâu dễ gì sống hạnh phúc sướng vui, nhưng mỗi con người có một niềm đau khổ khác nhau. Đâu biết ai là người khổ hơn ai. Chị Trang, không hiểu vì sao trời lại dành riêng cho số phận tuổi này, rơi vào một cảnh tình bi thảm, tan nát gia đình cho cõi lòng trong vắng cô liêu. Thu ơi, nếu như nói về số phận rủi mai á, thì con người bé nhỏ của chúng ta làm sao mà lường trước tương lai khi ông trời sắp đặt. Nhưng Trang nghĩ chúng ta không nên cúi đầu cam chịu cho hoàn cảnh đẩy đưa cho sóng dập. Vui đã đành phải vươn lên sống trọn kiếp con người, thì Thu cũng đừng nên u sầu héo rũ, mà hãy đón nhận số phận bằng thái độ vui tươi. Hãy tô điểm cuộc đời bằng tuổi trẻ hăng say, dù biết sau lưng là màn đêm thâm thầm. Mình không khuyên Thu đánh lừa số phận, mà hãy hiên ngang đón nhận những ưu phiền. Chị Trang, em đã cố gắng để khỏi gục ngã khi gia đình tan vỡ. Còn chuyện phải vui để sống á thì em không thể. Trang biết vì sao nỗi đau của gia đình tan vỡ, Thu còn phải trải qua thử thách của tình yêu. Thu là người có nghị lực hơn Trang, và đã sống vì tình yêu thương nồng nhiệt. Chứ còn riêng Trang trước đây á, cuộc đời vô nghĩa. Trang chỉ sống Thu nghĩ mình không có quyền xen vào chuyện đó, vì đó là tình cảm và đời tư của ba Thu và chị. Cảm ơn Thu đã hiểu và không phiền trách mình. Cái anh chàng vũ sư bất đắc dĩ của chúng ta đâu rồi? Cái anh Danh đó hả? Cả tuần này ảnh có ngủ ở nhà đâu chị. Bữa nào á ảnh cũng chờ đến giờ hẹn người ta nhảy rồi mới mò về. Vậy à? Dạ. Bữa đầu á em lo, nhưng mà em chợt nghĩ chắc cô nào bắt cóc ảnh rồi chứ còn gì nữa. Danh ca hay nhảy đẹp nữa mà. Ảnh và Thảo sống bê bối còn hơn trước nữa chị à. Em buồn quá à. Vì vậy nên em đã liều đánh cuộc với hai người. Thu đánh cuộc với cô cậu như thế nào? Là nếu em qua nổi chứng chỉ cuối cùng để được đậu cử nhân thì ảnh với Thảo sống theo lệnh em truyền. Còn đâu cành khô chính em phải sống đổi thay. Sống đời phiêu lãng buông trôi theo dòng năm tháng vô nghĩa. Chị ơi em lo buồn, em đã kiệt sức nên không còn tự tin. Thu đừng bi quan, hãy vững lòng tin tưởng nơi cuộc đời. Thu đã thi xong, tôi đoán chắc sẽ có tin vui. Đây rồi ông anh, cô em sẽ than đời phi lý rồi đen tối nữa. Đua nhau nghiêng mình trước ý chí của Thu cho mà coi. 2 năm qua em đã phải cố gắng học với tâm trạng khắc khoải, vì buồn gia đình, vì một số thời gian ít ỏi, vì bận làm bổn phận một người em, một người chị. Em lo sợ quá chị à. Biết em có đậu nổi để làm người thắng cuộc hay là phải thua cuộc để làm một kẻ đầu hàng. Em lo quá. Tôi tưởng Thu không nên quá nghiêm khắc với chính mình. Thu nên cho phép tôi được giúp đỡ. Chị lại muốn tập cho tụi em hư rồi đó. Nếu tụi em cần sống bám và ý lại vào người khác á, thì tụi em đã sẵn sàng quỳ gối xin theo sống với ông Dượng tỷ phú của tụi em rồi. Hẳn là Thu đã có một chương trình sống cho cả ba, cho tương lai của mình rồi chứ. Dạ, em đã tiên liệu cả rồi chị à. Lối tổ chức sống của tụi em hiện giờ chỉ là tạm thời thôi. Em thấy anh Danh em á, ảnh không thích làm gì hơn là đờn ca nhảy nhót. Hơn nữa đó là biệt tài duy nhất của ảnh. Vì vậy em tạm bằng lòng để cho anh ấy mở dạy nhảy nè, mà kiếm chút tiền và luôn tiện để ảnh vui đùa ở nhà mà khỏi đi chơi nữa. Thu nghĩ xa quá à. Nhìn qua gia đình này tôi có cảm tưởng Thu như một người mẹ đảm chứ không phải là một đứa em. Cuộc sống của tụi em như vậy thì chưa có gì ổn cả. Lạy trời cho em thi đậu để em có thể làm một cái gì khác hơn. Còn cuộc sống của Trân lúc này thế nào rồi Thu? Cả một thảm kịch chị à. Sự tan vỡ của gia đình em đã làm tan vỡ lây đến một gia đình khác. Trân đã bỏ nhà đi, hiện là bạn rượu và bạn nhót trung thành với nhóm bạn anh Danh và em Thảo của em đó chị. Đến nỗi thế cơ à? Không ngờ Trân lại để hư như vậy. Hư hỏng cũng là một thứ bệnh truyền nhiễm mà chị. Bệnh thì không biết nói, nhưng người thì thích mời gọi và lôi kéo người khác hư hỏng theo mình. Kìa, mới nói thì anh ấy với Thảo xuất hiện rồi kìa. Chị chạy đi cho má của Trân hay là anh ấy đang có mặt ở đây giùm em đi chị. Số nhà mà em đã... Vâng, tôi nhớ rồi. Tôi đi đây. Cảm ơn chị. Ôi Thảo. Anh chị thiệt nghe. Thảo, rượu mà tôi uống hoài được hoài. Để tối nay nè tôi hạ một lượt 5-7 mạn cho Thảo coi. Được không? Được chứ. Nè, nào là whisky nè, rồi Martin nè, Bamba nè. Tụi nó muốn thứ nào tôi cũng đáp ứng được hết á. ơi, cần gì tối nay, tụi nó đã tởn anh từ hôm qua rồi. Anh biết sao không, nội mà cái nước nhảy xuôn của anh không là tụi nó cũng nể dữ rồi đó nghe. Ê, giờ muốn uống nữa không? Uống. Em còn mấy chai nữa lận á. Được, lấy ra đi. Ừ. Ừ. Ủa? Đây. Đây, vô nha. Vô. Ừ. 1, 2, 3. Vô. Ừ. Chúc mừng. Sao lại không uống? Rượu là một lối tu tiên. Uống để quên sầu, uống để thấy mình xa nhân thế, cách biệt với cuộc đời, để đi vào thế giới mà mình chỉ cần đối thoại với chính mình. Ừ, đúng rồi. Ê, hả? Rớt vô. Có liền. Uống đi bầu. Uống. Uống nè bầu. Uống. Vô cái cây, vô keo ngọt cái cây. Trời ơi. Đã hết rồi. Thảo, chị cấm em. Em cấm hả? Cô là ai? Cô đã khinh tôi, cô đã từ chối nói chuyện với tôi rồi mà, thì sao bây giờ, sao bây giờ lại chịu mở miệng nói cấm tôi uống rượu chứ hả? Ừ. Sao chứ? Vì tôi không thích thấy những sự tự quỷ. Tôi ghét những người không biết dương lên cao với bóng mặt trời. Trời ơi, chị đừng quên, vì yêu chị mà anh ấy bị gia đình từ bỏ đó. Không, không, phải bảo là chính tôi đã từ bỏ gia đình kìa. Tôi đã vì người ta, để rồi bị người ta ghét khinh như một kẻ quan đàn hư hỏng mà. Đối tượng của tình yêu không phải là chiếm hữu và làm khổ người thân. Sống không có nghĩa là sống cho mình và lòng ích kỷ. Nhưng tôi trót sanh ra đã là một kẻ yếu hèn, quỷ mị. Trái đất buồn, đời đáng chán, nên tôi không thể sống thiếu người yêu. Vậy thì anh còn chờ gì? Chờ gì mà không tìm một người yêu? Không tìm một người yêu. Không, tôi chỉ yêu em. Người đẹp đã bắt tôi chờ và làm tôi đau khổ. Em biết không, tôi đang cầu mong cho em mỏi mòn xa ngã, nhưng cũng cầu cho em có đủ sức chống chọi với thời gian mà làm một gì sao sáng chói muôn đời. Thùa, anh muốn sống đam mê hư hỏng như là một kẻ điên cuồng, để quên sự hợp lý của cuộc đời phi lý. Đạo đức của con người, đạo đức giả ngàn năm. Thua à, em là người tự trọng, là gái hiền ngoan, tại sao ba anh có quyền không chấp nhận em? Thua mà anh không có quyền chống đối để bảo vệ ước ao và lẽ sống của tim mình. Phải là một trọng tội, nhưng là một đức tính không nên có nơi con người. Em biết, anh nó mà dám bỏ nhà đi chơi quan thì thế nào ba anh nó cũng đầu hàng cho coi. Thì ra ở đời, mỗi người có một hoàn cảnh, và tùy hoàn cảnh mà quyết định chuyển đời qua nhận thức riêng tư của mình. Em thì em nghĩ, nếu em ở vào địa vị anh, em sẽ cố nén lòng yêu để làm vui lòng cha mẹ, vì việc làm của cha mẹ bắt nguồn từ lòng thương vô hạn, và sự lo lắng về hạnh phúc của con trẻ mà họ đã yêu hơn chính bản thân mình. tỏ ra dễ yêu, anh càng cảm thấy sự từ bỏ gia đình của anh là phi lý. Thua, anh sẽ không bao giờ về nếu ba anh cứ giữ mãi cái công thức hợp lý của cuộc đời phi lý. Trần con, má tìm con làm gì? Thưa bác, vì gia đình cháu đang có chuyện buồn nên cháu không có can đảm để chứng kiến cảnh đau phiền của bác. Xin bác cho phép. Trần, 2 tuần nay con đi đâu? Con ở đâu? Con có biết là con làm cho ba má đau buồn đến không còn muốn sống nữa không con? Mà con ở với bạn con đi chơi, đi nhảy với bạn con. Ba đã từ con mà má tìm con làm gì hả má? Tìm con làm gì? Con cái nó nói nghe dại quá. Ba giận mà đuổi, con giận mà đi, nhưng con phải biết hối hận mà về chứ. Con không hối hận, mà con đang chờ ba hối hận. Con nên về. Mà con không về. Con đi lưu linh về rồi việc học của con ra sao? Mà con sắp bỏ học, con sẽ đi dạy để tự nuôi thân mà. Nuôi thân? Nói đến thân sao con nỡ quên ơn sanh dưỡng của mẹ cha. Nói đến thân sao con muốn làm một đứa con bất hiếu? Không, con không bất hiếu, con chỉ tự làm khổ thân con. Con tự làm khổ thân con là con làm khổ cha, khổ mẹ. Vì làm cha mẹ là gửi cho con từng hơi thở, con khôn lớn thì lo cho con có một ngày mãi rạng rỡ. Con còn thơ, chỉ mong cho con được mạnh khỏe, ăn chơi. Thì bây giờ con ăn chơi, sao má với ba vẫn bỏ? Con ơi, bỏ của mẹ cha là bỏ thương, bỏ lấy, chứ không phải bỏ đành bỏ đoạn như con mặc cho ba má buồn tuổi lo phiền. Thảo mà biết khuyên con như vậy thì lẽ nào con nỡ để cho ba má buồn. Con, trời ơi, nếu anh không về hả, tụi em sẽ nghỉ chơi với anh luôn á. Lúc đó hả, anh sức mấy mà không nhớ nhà, không nhớ cha nhớ mẹ. Biết đâu sự trở về của cô sẽ làm cho ba con cảm động, hối hận mà chịu cưới Thu cho con. Đi con. Vâng, con về để thử ý ba một lần nữa. Nếu không... Nếu không toại nguyện thì con đi nữa, phải không? Con đừng lo, cha mẹ nào cũng sẵn sàng chịu thua trước sự làm nũng và kêu đòi cho kỳ được của con mà. Đi con. Cảm ơn cháu Thảo nha. Dạ. Tạm biệt bụi đời. Chào cao thủ nha. Thảo biết khuyên bạn về hành động như vậy là đáng khen lắm đó. Hơi, khuyên cái gì, tụi này thích làm gì thì làm, không có cần ai khen hết trơn á. À rồi, tới rồi, vô đây mấy chị mấy anh ơi, vô đi, ông thầy sắp về rồi á nghe. Mời cô cậu ngồi. Vì lớp dạy nhảy của chúng ta không có giấy phép của chính quyền nên xin các bạn đừng gây ồn ào náo động quá mà phiền á. Sức mấy mà sợ. Bây giờ để phụ tá vũ sư dược cho mấy anh chị điệu mambo. Mời chị. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Kìa, rồi thôi. Ông thầy về đây kìa. Chào. Ai, trời ơi, ông thầy mặc quần tay áo bà ba. Ly kỳ gì bí mật. Xin các bạn cho phép. Chắc ông thầy dạy nhảy rào nhà ai rồi. Kép đẹp nên lúc nào cũng bị ghen đến rách áo tày da hết á. Phải bảo là nát áo mới đúng, vì nếu rách rồi còn mặc được. Rồi, bây giờ... Nè, mắt ông thầy ghen không mà rồi cái gì. Cô... Bây giờ tôi dợt cho các bạn điệu Xuân và Tuyết. Nào. Chết vậy. Cháu cưng tao đâu rồi? Chị Thu, con mới vừa đi ra ngoài rồi. Nội ngồi chơi đi nội. Tao đã rồi. Mày làm gì mà vừa uống éo vừa múa tay múa chân như mắt bố vậy? Trời ơi, đó là điệu Xuân á. Nội muốn học nhảy thử không? Cần gì học. Dân nhậu có cái điệu nhảy chéo chân là hay nhiều rồi, cần gì nhảy. Mấy con trời ơi, nội nhảy có vẻ dịu dàng lạ lướt qua. Vậy hả? Vậy tao làm bản nữa ngàn. Thôi cho con xin đi nội. Nội mà nhảy bản nữa hả? Mà con bỏ nghề luôn á. Bỏ thì bỏ. Bỏ hết nghề rồi sao mà bây dạy cái ngữ này. Có người càng văn minh tao thấy nó tào lao á. Có đầu óc mà không chịu trầm tư suy nghĩ gì. Ôi cứ nhảy như con khỉ vậy. Nội hả? Trai tráng như vậy mà đạp xích lô không nổi sao? Ta là đạp xích lô mà còn vinh hơn là làm cái trò khỉ. Trai tráng gì mà không biết sống với tình làng nghĩa xóm. Ông nhào vô cái phong trào chống sida là phòng chống ma túy nè, lớp học tình thương nè, sao vậy không chịu nhào vô ta coi? Xin lỗi các bạn. Thôi thì chúng ta hẹn đến hôm sau vậy ha. Vâng, chào các bạn. Vâng, chào các bạn. Chào các bạn. Hey, trời ơi, rầu quá trời rầu rồi trời ơi. Thôi, để con dọn cơm cho nội ăn rồi nội ngủ nghe nội. Đi nội. Tao không ăn đâu. Nhưng mà chị Thu dặn là phải cố ép cho nội ăn á. Con nhỏ làm tao như trẻ con. Còn nó, tao dặn nó đừng có thức khuya mà nó không nghe. Tao sợ nó chết sớm quá mày ơi. Để tao vô kiếm nó rồi. Chỉ mà thi rớt hả thì thế nào tụi con cũng bắt chỉ vào đường yêu cuồng sống dội thôi. Trời, nói có chừng té rồi. Kỳ này chắc là cô ta mất quyền dạy đời và lo tính nọ kia rồi. Cậu mong cho Thu thi rớt lắm phải không? Phải. Tôi muốn nó đổi thay mà chọn lối sống đùa vui, như một nghe tâm hồn nổi loạn. Sống là sống vui với hiện tại, mà không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng mà giả sử ngày mai có ốm đau thì tiền đâu lo thuốc thang, và nhất là một cái hồn để chung. Khi đã liều thì phải biết chiều chơi, nếu đau thì đã có nhà thương, còn chết thì có lối xóm bà con. Ngon sống không giúp ích gì cho ai, sao cậu muốn làm rộn nhà thương và báo đời lui sớm bà con. Tụi này vậy đó, dù không giúp ích gì cho ai nhưng đã hiện hữu như một con chim, chứ không phải như một đồ tể. Đối với cuộc đời, tiếng ca tiếng hát của một con chim cũng như là cả một sự đóng góp rồi, chứ không như hạng đồ tể và ăn cắp chỉ biết. Thôi cậu nói nghe hay lắm. Tôi tưởng cậu nên giải thích về sự vắng mặt đêm này qua đêm kia của cậu thì hay hơn. Đêm tôi ngủ ở đâu thì mặc tôi, Di Quyên gì mà hỏi. Tôi không hỏi với tư cách mà cậu gán cho tôi. Vậy chứ tư cách gì? Tôi nhận lời cầu hôn của ba cậu trước mặt cậu hồi nào mà cậu gọi tôi là gì? Thì chính vì đã tự xưng. Tại tôi muốn trêu cậu. Nhưng tại sao dì theo ba tôi về nhà tôi? Đó là cả một cuộc lãng du nghiên cứu của nữ sĩ giàu tiền và giàu thì giờ. Tôi muốn tìm đề tài để viết. Mô Phật. Nói vậy thì tôi xin tình nguyện làm đề tài mà cô đang cần đây. Nghiêm. Tôi cấm cậu vô lễ với tôi. Vâng, tôi xin nghiêm. Vì lúc nào cũng đùa nghịch thì có nhiều khi tôi cảm thấy tôi vô duyên quá. Tôi sẽ giữ lễ độ với cô, vì cô là bạn thân của em gái tôi. Còn về tình cảm riêng tư của giữa cô và ba tôi không dám phê bình, mà cũng không muốn biết đến nữa. Cậu ra vẻ như cậu hiền lắm. Hiền quá hèn chi đi chơi về phải mặc áo bà ba đàn bà. Khi đào ghen mà cô, nếu tôi có thể mặc cùng một lúc 10 cái áo cũng còn được mà. À, nói vậy chắc cậu có nhiều áo để mặc lắm hả? Không nhiều gì, đủ để thay đổi. Đủ để thay đổi là mấy chục cái? 2 cái trừ 1. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng cậu nói 20 cái. Nếu là 2 cái trừ 1 thì tôi khuyên cậu nên tập ở trần đi là vừa. Cô khỏi lo cho tôi, ở trần thì mát. Cậu, trời ơi, mặt của cậu kìa đầy dấu môi son luôn. Đưa tôi chùi giùm cho. Cô, cậu tự nhiên đi. Tôi đã từng sống ở Pháp, cậu hãy xem tôi như một bạn trai. Nè, chùi đi. Son tốt quá ha, chùi hoài cũng ra. Trời ơi, dấu môi đẹp quá ha. Đẹp quá à, chùi hoài không được. Trời đất ơi, bạn trai mà làm gì như ghen vậy? Trời ơi, ghen đâu làm gì. Tại tôi ghét thôi. Đưa đây, đưa cái mặt này chùi tiếp cho. Chùi dấu son mà như muốn lột cho mặt người ta. Nè, cô nào có ý muốn phá chơi đi mà. Trời ơi, ông, tôi lầm cô mà. Ba, tao không ngờ. Ông muốn nói gì? Có gì đâu mà ba. Không có gì hả? Trời ơi, tay chạm mặt, mắt nhìn mắt mà nói ông có cái gì. Ôi, tình tứ vô cùng mà. Tôi cấm ông. Thôi, cô hãy im đi. Cô nghe tôi hỏi nè, tại sao cô bắt tôi chờ tối mong rồi cô lên đây để bày trò cợt nhã cười tình với thằng con trai nửa người nửa khỉ? Cô có biết chăng nó là con của tôi. Xin lỗi, ông đã là gì của tôi mà dám nói lời vô lễ hờn ghen. Tôi nhận vẫn cưới yêu ông hồi nào đâu. Cô đã chịu khó theo tôi về nhà sự kiện đó đã là nói lên. Thưa ba xin chớ hiểu lầm con, lúc chưa biết thì con có làng chàng, nhưng sau này con một lòng giữ lệ. Nè, có gì mà cậu phải biểu hộ lâu thôi. Tôi yêu cậu đó, ai làm gì tôi. Trời đất ơi, ôi đừng có giả bộ nghi thơ. Thật mà, quan cho con lắm ba ơi. Quan là tính sao được đứa con bán trời. Vậy ông nghĩ thế nào là đúng thế đó ông ơi. Trời đất ơi. Thôi đi cô ơi. Tràng, tại sao cô lại đối xử với tôi một cách tàn nhẫn như vậy chứ? Trong khi tôi đối với cô bằng một tình yêu vô bên vô bờ. Một lời hẹn của cô là tôi đợi tôi chờ. Cô đã làm cho linh hồn của tôi tan nát. Tại sao cô nỡ dẫm vừa qua trái tim tôi? Chanh ơi, tại sao mày muốn qua mặt cha của mày vậy? Mày muốn làm cái trật tự tôn ti đảo lộn, trong khi mày quá hiểu lòng hiểu giá ba, dành trọn tình yêu thương cho người bạn tâm đồng. Ba ơi, con đâu có dám vượt đèn đỏ ẩu như vậy đâu ba. Hôm trước thấy ba nhá đèn vàng là con đã kịp thời dừng lại rồi. Con thắng bằng cả thắng trước thắng sau luôn mà ba. Ba còn trách con gì nữa chứ. Thắng ông nội tao, mày đứt thắng rồi. Con nghe nó nói chưa? Tôi hết dạy yêu thương cô mà nó nỡ lòng nào. Nó đứt thắng vậy. Ông Sâm, tôi khuyên ông nên để dành tình thương cần đến sự đùm bọc chở che, cần đến một vòng tay dang rộng. Ông hãy nghĩ suy về cái bổn phận và danh hiệu làm cha mà ông đã chuối từ. Còn tôi là một cô gái thanh xuân, thì nếu có yêu cũng chỉ đặt tình yêu về những thanh niên đồng trang lứa. Xin lỗi vì đã đem ông ra làm thí nghiệm, so với tuổi tác thì xin được gọi ông bằng hai tiếng bác trai. Bác trai mai mỉa làm chi cô? Nhưng mà tôi cấm cô làm nhục tôi. Không, tôi đang giúp ông tìm lại nhân cách đấy chứ. Cô khinh tôi phải không? Ông thử xét lại mình coi có làm việc gì đáng để cho tôi tôn trọng không. Thật, tôi không thể hiểu nổi cô. Cô muốn cái gì? Cũng như nữ sĩ Hoài Thu, tôi muốn tạo hoàn cảnh để bắt ông phải đối diện với lương tâm ông. Thì ra cô đây là văn sĩ, loại người muốn cải tạo con người, loại người thích tìm hiểu, thích mổ xẻ con người. Như sinh viên y khoa năm thứ nhất thích giải phẫu xác chết. Thôi, câm cái miệng mày lại đi. Con Thu đâu rồi? Có lẽ Thu nó đi dò tên để biết kết quả của cuộc thi. Để con nữ sĩ nó về đây rồi nó biết tay với tao. Nó dám viết sách để lên án, để chửi rủa cha mẹ nó. Khi một nữ sĩ viết về cha mẹ mình là viết bằng thái độ một nhân chứng. Tôi tưởng ông nên nghĩ mà thương Thu chứ nên giận ghét. Nó là thứ bất hiếu. Nó bôi nhọ tôi. Thương hả? Tôi đánh nó học máu chứ thương. Ba, không có ba tía gì hết mày. Con van xin ba. Mày van xin cái gì? Cái thứ khùng. Con khùng chứ còn gì nữa. Nhưng khùng với ai kìa, và lúc nào thôi ba. Con dám nói rằng con không cần ba, vì con là trai. Con xin ba hãy bỏ mặc con sống trôi nổi, chết mũi chết bờ gì cũng được. Nhưng con Thu, con Thảo, tụi nó là con gái. Xin ba đừng quên bỏ tụi nó mà tội nghiệp. Ê cha, bây giờ thì mày dạy lại tao phải không? Được rồi, dạy đi. Tao rửa tay ngồi nghe đây. Con chỉ nhắc cho ba nhớ, dường như ba quên. Con gái thì phải có nơi nương tựa, phải có bạn đời để trao gửi tấm thân chứ ba. Cái đồ con gái hư. Tôi nó muốn tìm ai theo ai đó thì theo. Ông nỡ nói như vậy sao? Ba ơi, chúng nó biết tìm ai theo ai, giữa thiên địa mênh mông, giữa chợ đời muôn sắc. Khi đời con gái được sinh ra với mùa xuân ngắn ngủi, chóng tàn phai như bóng xế qua chiều. Về với bổn phận của mình. Thưa ba, con không phải là du đàn, con chỉ thích qua trang như những tên hề lạ mắt, để khỏi chìm mất giữa đám đông. Có vẻ như quá vĩ đại an nhàn, con làm khác thiên hạ là gió tử tí mặc cảm. Còn giữ nguyên bản chất hồn nhiên, họ rất cần bàn tay đỡ nâng ve vuốt của xã hội, cũng như tuổi con. Tuổi con rất cần được ba thương. Ba ơi, có vui gì đâu phải sông thác loạn, mà chính mình cũng hiểu là sai lầm. Đời bây giờ làm gì thương. Chứ còn những cô cậu được yêu thương, được dạy dỗ chu đáo mà hư thì lỗi đó là do đâu hả? Thưa ông, thái độ sống và cách sống của mỗi người nó quyết định ngày mai của một xã hội trưởng thành. Mà nói đến xã hội là phải nói đến tổ chức hợp quần, đến sự đóng góp và liên hệ mật thiết giữa người này với người kia, cái này với cái đó. Mình không thể tách rời ra từng sự kiện, từng nguyên nhân mà kết luận thế nào là sai là đúng. Vấn đề là mình phải sống với tinh thần đóng góp và những liên hệ không thể phân rời. Ông đã sống ích kỷ như một phân tử độc lập từ trên trời rơi xuống. Ông Sâm à, thời buổi này là thời buổi khôn sống dại chết, mạnh được yếu thua. Đâu có mấy ai đóng góp gì được cho xã hội đâu. Cô chăng? Tôi lên án ông, tức là tôi lên án tôi đó chứ. Tôi tự cho mình là kẻ làm văn học nghệ thuật hôm nay, nhưng thật sự tôi không là gì cả. Tôi chỉ biết viết chữ để khoe khoang và nói lên cái tôi đáng ghét. Nói nhiều quá. Cô nói quá nhiều rồi. Tôi có bắt cô tự thú đâu. Ông không bắt, nhưng con gái ông bắt. Thu là một tấm gương để cho tôi soi rõ mặt mình. Thu đã dạy cho tôi một bài học yêu đời, tự tin và can đảm. Thu nó đáng khen và đáng thương lắm ba. Xin ba hãy tha thứ cho nó. Tha thứ? Mày biết nó chửi tao như thế nào không? Dạ. Thu không dám chửi ông. Thu chỉ ghi nhận chính sự thật của đời ông. Tự nó chửi ông đó chứ. Tôi là người học rộng. Hàng cô và con gái tôi không hiểu nổi tôi đâu. Ông Sâm mà, xã hội Việt Nam đang cần và chỉ cần những tấm lòng rộng mở, hy sinh. Còn tài học, thưa ông, nếu không đi theo một tấm lòng thì nó sẽ trở thành vô dụng. Ly dị vợ không phải là một điều xấu, muốn làm lại cuộc đời không phải là một trọng tội. Thế mà trời ơi, con tôi nó nở bôi nhọ tôi, nó nguyền rủa tôi, nó lên án tôi chứ. Thu. Dạ, ba mới về. Cha mà bị con nguyền rủa thì có chết cũng phải đội mồ về nghe chứ. Tao hỏi mày nè, tại sao mày dám viết sách này để bôi nhọ tao là lưu manh, trí thức, là trí thức phá sản hả? Dạ, dạ con. Con hả? Con. Thôi bà, cho con xin đi ba. Ông tàn bạo quá, người ta có nói đến tên ông đâu. Nó không nói nhưng mà tôi biết. Con dựng tác phẩm bằng thái độ một nhà văn chứ không phải một đứa con. Nhưng ba muốn kết tội con thì ba cứ đánh đi. Cái gì? Mày thách tao hả? Thách hả? Ba, con lại ba mà. Nếu bà cứ giận xin ba hãy đánh con đi. Thu nó đau mà ba. Tao. Con lại ba mà. Nếu ba có giận thì ba hãy đánh con đi. Thu nó đau đó ba. Mày. Trời ơi, chúng bay là đứa con trời đánh. Chúng bay là nợ mà. Vì chúng bay mà người ta không yêu tao. Làm sao mà dám làm mẹ ghẻ của ba đứa con hỗn lau mất dạy như tụi bay. Tao giết mày. Ba. Ông tàn bạo mà còn bất công nữa. Ông không được yêu là tại vì ông không đáng được yêu, chứ tại sao đổ tội cho người khác? Cô. Nếu ông là người khả ái và có đức độ thì ông có 10 đứa con tôi cũng chấp. Tôi bởi vậy đó, bởi vậy nên cô mới quay qua cô yêu thằng con trai của tôi đó phải không? Có thể lắm. Vì chàng trai này nhìn kỹ cũng không phải là một quái vật như người ta tưởng. Trời đất ơi cô. Có lẽ bà cũng về đây để trừng trị Thu đó. Tôi không muốn gặp mặt người đàn bà đó. Tôi phải lánh mặt. Tôi sợ. Em chỉ sợ làm người thua cuộc thôi. Chị làm ơn đến Viện Đại học Tổng hợp dò tên giùm em đi chị. Chính việc đậu rớt mới là vấn đề sống chết của em. Được rồi, tôi đi đây. Dạ, má mới về. Má. Thôi, má con gì. Cô là thầy đời, cô chửi tôi mà. Mới thấy bóng ai. Hình như thằng cha của mày phải không? Dạ, dạ đâu có, đâu có. Bao nhiêu tiền bạc của tao, cô giận lây rồi cũng bỏ lây, không cho tiền chúng bay phải không? Cha bay là thằng điếm mà. Má, má. Ổng là thằng lưu manh trí thức. Ổng làm tiền tao. Gặp ổng đó hả? Cô phải chết đâu mà không còn gặp má chứ. Thằng cha đó thì đáng bị xe đụng xe cán lắm. Làm tiền tôi để rồi đi nhảy đầm ăn chơi phung phí. Dạ đâu có, đâu có má. Ổng nói ổng chán thế, ổng buồn đời nên chỉ muốn đi tu. Tu? Tu hút? Má à, tu thiệt á. Nếu ba có buồn á, mà đi nhảy đầm thì mỗi đêm chỉ tốn vài triệu chứ có bao nhiêu đâu má. Thôi thôi thôi, cô đừng có nói nữa. Ai biểu chúng bay kình chống cha mẹ. Chúng bay muốn từ cha mẹ, muốn ở riêng, sống riêng thì đừng có than. Tụi con an phận, tụi con dám than trách gì đâu má. Tôi biết cô ngoan. Chẳng những cô không cãi tôi mà còn mát sát tôi nữa kìa má. Lại chuyện trong sách nữa. Cô chửi tôi là hạng đàn bà cầm bán linh hồn, là thứ tâm hồn thối nát, loạn, thấp hèn, mất gốc, quên nguồn. Thưa má, tôi cấm cô kêu tôi bằng má. Má gì? Đánh nữa. Nó là nhà văn thì nó có quyền tưởng tượng chứ. Nhưng mà tao biết nó ám chỉ tao, nó chửi tao. Đồ chửi cha mẹ, đồ vô ân, đồ bất hiếu. Cô kìa má. Bộ má muốn giết nó sao vậy? Tao sẽ... Ê cái con kia, mày dừng tay lại không chứ? Chú... Con tôi đánh đó. Vậy mà tao cấm mày. Đồ ác mẫu, đồ châu chấu ngựa trời, đồ ác bộ xăm lăng. Xin nội đừng che chở cho con, tội con đáng đánh mà. Chú nghe không? Nghe chưa? Nó chửi tôi mà. Nó chửi bây giờ nào sao tao không nghe? Nó chửi bằng văn chương thì làm sao chú nghe được? Ừ, nếu nó chửi bằng văn chương thì bị trị nó sao cho có vẻ văn nghệ một chút chứ. Làm gì đánh đấm hạ cấp quá. Đúng, thằng cha mày cho đúng. Chẳng những nó chửi tôi mà nó còn trù tôi bị ung thư nữa kìa. Nó thương bay nên nó mới trù bay mắc bệnh ung thư đó. Chứ gặp tao hả, tao cho mày mắc bệnh sida luôn. Bay đừng có quên nghe, mấy cái người cầm bút người ta muốn cho ai sống là sống, muốn cho ai chết là chết đó nghe. Đúng, đúng, đúng cái gì? Đúng sư cha mày. Nghĩa gì cái chuyện sống chết trong tiểu thuyết, thứ chuyện bịa đặt. Nói vậy người ta muốn giết gì người ta giết, còn mắc mớ gì mấy rồi phải tức rồi phải đánh người ta chết hả? Tôi, nhưng mà nó trụ tôi. Mà nó trụ bấy làm sao? À, nó nói tại tôi đi giải phẫu thẩm mỹ nhiều lần, sửa ngực sửa mông nên ung thư vú làm tôi gầy mòn, để rồi á bị cắt bỏ cả hai cho nên bị phụ như là con chó què. Đúng rồi, đó là tương lai của mày khi bán mình cho kẻ giàu sang, sống không nhân ngại cũng không thân tình. Thôi chú ơi, tôi đã biết quá. Người văn minh á, họ rất ga lăng, yêu đàn bà như yêu một đóa hoa. Nhưng khi qua heo đồ liền ngay tức thì, phải không? Tôi cho chú biết ngang, tôi chán cái xứ này lắm rồi á. Ông Chen của tôi, ông hứa đưa tôi đi vòng quanh thế giới nè. Chúng tôi sẽ ghé Lóc Angeles nè, nơi cờ bạc dương giả, và nhất là nơi nghỉ mát ăn chơi của những nhà tỷ phú. Nơi đó chúng tôi sẽ gặp những tỷ phú, siêu người mẫu, đại minh tinh và... Có đại ngu ngốc không? Những ước mơ đó lẽ ra má dành cho chúng con. Nếu bay tỏ ra dễ dạy và biết chiều lụy thì má sẽ nói với Dượng lo cho tụi con đi Lóc Angeles. Cảm ơn má. Con chỉ yêu và thích sống ở tại nước Việt Nam nhỏ bé, có lịch sử hào hùng, có 4.000 năm văn hiến, còn nhiều khó khăn này. Còn thằng Danh, mày không mơ được gặp minh tinh hay sao hả? Những cây thịt đó, họ là cái quái gì? Chính họ là hiện tượng vô dụng và phi lý nhất của cuộc đời đó má. Đây, đồ lạc hậu. Kệ, tao vừa suy nghĩ ra một chuyện. Tao khuyên bay trước khi đi vòng quanh thế giới á, bay nên thử lại một lần cho chắc ăn nha. Chú muốn nói à? Bay thử lòng thằng mua bay á, bằng cách giả bệnh ung thư đi. Chú nói à? Bay hãy diễn y như cách con Thu nó tưởng tượng rồi viết ở trong tiểu thuyết á. Nếu nó nghe bay mắc bệnh ung thư mà nó quất ngựa tri phong á, thì cúi xuống đây cho tao đánh à. Còn nếu người ta còn ga lăng với tôi thì chú tính sao? Tao quỳ xuống cho bay cạo đầu tao bằng búa. Chú nói thì chú phải nhớ nghe chưa? Người ta là người văn minh mà. Bay cũng phải cúi xuống cho tao đánh nè. Tôi chấp chú đó. Người văn minh con chó, con mèo đau gì họ cũng thương chứ đừng nói à. Ê, chú không nghe ông ấy nói đừng bao giờ đánh đàn bà, dù là đánh bằng cành hoa sao? Lời nói mà bây đời bây giờ á, người ta nói và làm ngược với nhau á. Để con làm người đi báo hung tin cho. Ông ở ngoài xe kìa, phải không má? À, nhớ làm mặt đau khổ nha con. Dạ. Gì chứ mặt đó khỏi làm, tụi con có sẵn. Thưa má, nếu má đã đọc kỹ những gì con viết thì má sẽ thấy con vẫn một lòng yêu thương thờ kính ba má. Ê, tôi không cần ai thương hết à. Tôi chán chồng chán con, tôi chán cái xứ này lắm rồi. Sao Cưng, có phải thật Cưng đã quy cho cháu tôi rồi ông ơi? Nó còn trẻ còn đẹp mà. Tôi má tôi đã giấu vượng giấu dưỡng, nhưng nhiều bác sĩ danh tiếng xác nhận là đã vô phương chữa trị rồi. Vô phương chữa trị rồi. Rồi bây giờ phải làm sao? Em vẫn sống, em không chết đâu mà Cưng sợ. Sống nhưng mà nhưng mà phải hy sinh mùa xuân qua mộng. Không còn ngực to eo đẹp, biến dạng như một đàn ông. Làm người thà chết, sống chi nát gọc tan vàng. Đòi hỏi trời sao ông quá ác, nhờ lòng mình yêu em chung thủy. Em đây sẽ hưởng sống với mình. Em ơi tốn bao nhiêu triệu, tôi đây cũng không tiếc sợ. Miễn sao em còn vẹn nguyên, chớ đừng có cắt bỏ. Ông ơi chớ tiếc của đời, trời gọi rồi người không thể cưỡng. Tôi không có buồn vì tôi tin tưởng thân tôi yêu tôi suốt đời. Tôi em biết chẳng may mà trời bắt em như vậy, cưng còn chiều em hơn trước nữa không? Má có vẻ mệt lắm, má nên vào trong nghỉ một lát đi, rồi Dượng đưa má vào nhà thương. Má bây nên nghỉ lưng một chút cho khỏe, ông đây chờ bây được mà. Nè Chen ơi, Chen ơi, cưng đừng quá đau buồn vì em nghe cưng. Em trở ra liền nghe Chen. Anh sẽ chờ đưa em vô bệnh viện. Thấy chưa? Tại vì ông yêu ông không thấy, chứ tôi ngồi gần nó nãy giờ có mùi viện kỳ mà. Con cũng nghe như vậy đó ông Tư. Tôi nghiệp má con quá. Vậy à? Tôi biết một người y như vậy đó, báo chồng báo con nằm bệnh viện 6 tháng ra người ta cắt láng cót như sân bay. 6 tháng rồi hả? Không còn một dạ. Người đó là bà ba ở cùng một con đường này nè Dượng. Trời ơi, bây giờ nhìn bà thì ghê dữ lắm. Ghê lắm hả? Da nhấn như nè dạ. Tóc rụng hết trớ trội, răng cỏ không còn cái. Trời trời ơi, rồi đây má tôi rồi đây nghe tôi nói nó hành ông cho mà ông coi cái gì với thứ đó. Trời ơi dữ lắm ông ơi, dữ không nổi đâu. Ôi lắm hả? Dữ lắm ơi. Nhưng mà yêu thì phải lo cho nhau, thì đâu có ngại gì đâu ông nội. Phải không Vượng? Phải không Vượng? Tôi cho ông hay người bệnh nào người ta cũng khó tánh như lắm. Ông ráng mà chiều chuộng rồi săn sóc nó nghe. Không. Tôi có chuyện gấp phải đi. Tôi sẽ cho tài xế tới để đưa bà đi nhà thương. Thấy không? Bà có con lớn mà lo gì? Không lẽ ông nỡ bỏ? Chỉ có chồng cũ của bà đó. Tôi không bỏ, nhưng mà tôi sẽ sai người đem tiền đó cho bà. Nhưng mà Dượng nên chờ gặp làm gì? Tôi bận lắm, tôi đi nha. Ê Vượng, con Vượng bận lắm đó, thấy chưa? Tao nói mà, linh như miễu mà. Đồ trời ơi, trên trái đất này thằng đàn ông nào cũng như là thằng đàn ông nấy à. Nói vậy là tao khỏi bị cạo đầu bằng búa rồi. Bây giờ cúi xuống cho tao đánh. Đánh cái thằng cháu lường gạt của chú kìa. Nó lại làm gì mà trốn tránh tôi như vậy? Nè, tôi cấm bà chửi tôi nghe chưa? Hãy lo uống xăng chạy bộ theo ông tỷ phú của bà đi. Khỏi chạy, đời đâu có hết đàn ông. Má, đừng bỏ tụi con má. Buông tao ra mà. Má ơi con xin má, đừng bỏ ra đi, đừng bỏ chúng con côi cúc lạc loài. Xin má hãy về mà sum họp với ba con. Con ơi, má dù đã lớn khôn nhưng vẫn cần tình thương của mẹ cha mình. Khao khát được nhìn thấy cha mẹ bên nhau, được đòi tình thương của mẹ. Bốn phần thiên liêng từ lâu quên bỏ, nay chợt bừng lên đài đoan. Tự trách mình như vậy làm cho tôi thêm xấu hổ với tụi nhỏ. Tôi cũng tệ đâu có thua gì bà đâu. Tới bây giờ tụi bay mới biết xấu hổ, có muộn màng lắm không? Không, đó là một sự trở về đầy ý nghĩa sau những năm tháng mịt mờ. Giọng bão đã trôi qua, ba má đã hiểu rằng sự an ủi chăm lo cần lời dỗ dành dài bao. Gia đình ta sẽ vui về đoàn tụ, bỏ những ngày qua chia cách đau buồn. Các em con còn nhỏ dại ngây thơ, rồi sẽ được cẩn kề bên má. Nhưng con ơi, má xấu hổ lắm. Các con hãy cho má ra đi. Má không còn xứng đáng là má của các con nữa đâu. Má, xin má đừng bỏ tụi con mà má. Hoài Thu dạ, xin chào ông bà. Chào nội. Chị Trang, xin chị hãy cho em biết kết quả thi của em đi chị. Sao chị? Hả? Em... Sao? Em rớt rồi Thu à? Em rớt. Chết con rồi bà má ơi. Coi kìa, Hoài Thu. Thu, chào nội của Thu. Nội ơi, chết con rồi nội ơi. Nội. Chết em tôi rồi Thu ơi. Phải đưa nó đi nhà thương. Bà mau lên, mau lên. Không, con không đi đâu ba. Nếu có chết, con xin được chết trên tay của ba má. Con sợ cô độc lắm. Sao đừng nói dại vậy. Con đã trót dại rồi, cũng như ông nội đã trót sai rồi. Nội có dừng lại được đâu. Nội con ơi, Thu ơi, má hối hận lắm Thu à. Con hãy tha lỗi cho má nghe con. Má, chính con mới có lỗi. Xin ba má hãy tin. Dù ba má đã làm gì, ba má có sống ra sao đi nữa, thì con vẫn một lòng kính yêu ba má. Con được rồi, con ơi, con đừng có nói nữa. Hay là để bà đi rước bác sĩ về lo cho con nha con. Không bác sĩ nào hơn ba đâu. Xin ba đừng bỏ con đi. Ba ở đây nè, ba có bỏ con đâu. Ba không bỏ, nhưng mà ba quên. Ba quên yêu thương và chăm sóc chúng con như hồi chúng con còn nhỏ dại. Hồi đó đó, ba má không bỏ nhà đi suốt tháng quanh năm. Để chúng con thành nào trần, người ta sẽ khóc suốt đời vì mất mẹ cha. Chúng con thì biết khóc đến bao lâu, khi mồ côi mà mẹ cha còn hiện hữu trên đời. Ba thật là hèn hạ khi nợ đánh đập con. Lẽ ra thì ba phải thương yêu, vì con đã mạnh dạn nói lên sự thật ấy chề. Con là anh trai mà lại vô trách nhiệm, để cho em cô phải chịu khổ đau mà Dương lấy bình tĩnh. Cũng là do con, làm chi phải nhọc lòng. Bây giờ gia đình sum họp, con sẽ chừa những tôi xấu tật. Và cả con nữa, con hứa từ nay sẽ không để cho em Thu phải sầu khổ nữa. Kìa, anh Trần, anh nói vậy là... Sáng nay tôi xin long trọng thông báo cho mọi người hay một tin mừng là ba tôi đã đồng ý tán thành chuyện hôn nhân của tôi và em Thu rồi. Anh Trần, thật vậy không anh? Thu, đúng vậy em à. Vậy là vui mừng quá rồi. Trời cao không phụ kẻ có lòng. Mà đó, tụi bay thấy không, thiên đàng của con người là ở cái chỗ biết yêu, biết thương nhau. Vợ thằng Sâm, trước khi đưa con Thu đi nhà thương, bay phải trả tao món nợ. Chú, bay đã dội tin ở mối tình tạm bợ, định lìa xa những kẻ ăn cây chung trái, uống nước chung nguồn, vui buồn dinh nhục có nhau. Bay phải cúi xuống cho tao đánh à, cúi xuống đây, mau. Dạ, chú cho con thiếu mà. Chú ơi, chú tha cho vợ con một lần nghe chú. Coi vậy đó mà vợ con nó còn khờ dại lắm chú à. Không được, luôn cả mày cũng phải nằm xuống cho tao đánh. Đánh mày vì cái tội làm cha mà mất nết, để cho con mày phải khổ sở. Danh đâu? Danh. Dạ. Lấy cho tao cái cây. Dạ, con lấy liền. Danh. Hay lắm. Bây giờ mày đứng vô với con Trang cho thành một cặp nữa, để coi tao xử án nè. Hai đứa bay nằm xuống. Dạ. Dạ. Còn mày nữa. Dạ, con nằm xuống luôn. Xích ra. Nằm gì sát bên tao quá vậy? Nằm mau. Một. Đau quá chú ơi. Ui da, đánh trúng cái tay tôi mà bà đau cái gì. Nội, xin nội hãy dừng tay. Nội à, bao nhiêu nhục nhằn cay đắng đã qua cũng đủ cho má con ăn năn sám hối về những lầm lỗi của mình rồi. Xin nội đừng đánh má con nữa nghe nội. Dạ, nội ơi. Dạ thưa nội, nếu mà nội còn giận con á, con xin chịu đòn thế cho má con á nội. Nội, xin nội đánh con ấy nội. Trời, chính con cũng có lỗi nữa nè nội. Thiệt chứ xạo vậy mày. Cái này chả dám ai dữ. Thôi nội không có đánh ai hết á. Luân lý và nhân nghĩa ở đời là biết sửa mình để hướng về đường ngay nẻo chánh. Dạ, con xin nghe lời chú dạy. Chú Tư, con cảm ơn chú đã thương mà bỏ lỗi cho vợ chồng con. Làm giống cam cổ rồi ba. Từ nay vợ chồng con sẽ cố gắng lo cho mấy đứa nhỏ và phụng dưỡng chú cho đến ngày chú 100 tuổi. Wow.